Mô bức thật giả. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ con không thấy thượng tọa minh hạnh. Dạ con kính đảnh lễ ngài và quý chư công đức và cho phép con được kinh lễ bái Tam Bảo ạ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai. Bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian dạy. Vô thượng điều ngực thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm pháp cho Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt thời gian đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thần chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng, đệ tử Thế Tôn. Bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn tôi đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quy đức Phật bảo, nguyện cầu quy đức Pháp bảo, nguyện cầu quy đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mị xa, những nghịch duyên trở ngại, hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiện. Chư thiên xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, tinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Học hôm nay còn hành tịnh thượng tọa tệ si hôm nay. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá. Anh Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ chúng tinh văn đệ tử Phật. Kính chào thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Bạch Tân cùng chư tôn đức. Kính chào tất cả quý tu đệ tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học luôn cả hai cái đề tài, hai cái chủ đề là pháp thuộc phần hạ liệt hạ na pha ri giác và pháp thuộc phần thuộc thắng quý sĩ sát pha ri giác. Vì trong hai cái chủ đề này đã có pháp đối lập với nhau. Khi nói đến tám cái pháp mà thuộc phần hạ liệt đó, tức là phần xấu, có cái chiều hướng lám giải đại sự Kusita Vatuni, cái sự suy nghĩ để làm cho phát sinh cái sự biến giác, nghĩa là cái cách viện lý do để mà biến, để lừa biến. Còn trong khi đó thì quý sĩ sát phân giác là tám cái đoan cần, tức là tám cái mối tạo nên cái sự tinh tấn, thì nó đối ngược lại. Nếu với cái lý do, thí dụ với lý do ta mới vừa ăn no, mệt mỏi nặng nề phải nghỉ ngơi rồi bắt đầu nằm xuống lười biếng, nhưng mà với một người tinh tấn á, thì vừa ăn xong họ nghĩ rằng
Nay ta đã ăn xong, cơ thể được mạnh khỏe, do đó ta hãy tinh tấn nỗ lực thiền định. Vâng, thì cũng cách suy nghĩ thôi. Như một người mà họ lừa biếng thì họ viện lý do để họ lừa biếng, còn cái người tinh tấn thì họ nghĩ đến cái mối để tạo nên cái sự tinh tấn. Hai cái pháp này có sự tương phản với nhau, vì vậy cho nên hôm nay Thượng Tọa Giác Đẳng cho chúng ta học cả hai phần, tức là pháp hạ liệt, tám pháp hạ liệt và tám pháp thủ thắng. Bài học hôm nay sẽ do Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải. Và bây giờ thì xin mời cô Từ Mẫn Quan Hỷ đọc cho chánh kinh, rồi sau đó xin cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng sư giảng. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, chúng con thay mặt đạo tràng thành kính tri ân Ngài Tế Siêu. Dạ, sau đây con xin đọc bài chánh kinh ạ. Dạ, kính tri ân quý đạo hữu đã cho con biết được tín hiệu. Ba mươi bốn kinh thập thường. Dasutara Sutta, tám pháp hướng đến hạ liệt và tám pháp hướng đến thù thắng. Atha thamma bahukara, atha thamma bhave tappa, atha thamma barineya, atha thamma baha tappa, atha thamma hana phagiya, atha thamma visesa phagiya, atha thamma dubbavi tija, ta tham ma up ba đề tap ba, ta tham ma pa rin nghe ya, ta tham ma sắc chi ga tap ba. Có tám pháp có nhiều tác dụng, có tám pháp cần phải tu tập, có tám pháp cần phải biến tri, có tám pháp cần phải đoạn trừ, có tám pháp chịu phần tai hại, có tám pháp đưa đến thù thắng, có tám pháp rất khó thể nhập, có tám pháp cần được sanh khởi, có tám pháp cần được thắng tri, có tám pháp cần được tác chứng. Vì thế nào là tám pháp chịu phần tai hại? Tám giải đại sự. Này các hiền giả, ở đây có việc vị tỳ kheo phải làm. Vị này nghĩ, có công việc ta phải làm, nếu ta làm việc với thân ta sẽ mệt mỏi, vậy ta nên nằm xuống. Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn để đạt được điều chưa đạt được, để thành tựu điều chưa được thành tựu, để chứng ngộ điều chưa chứng ngộ được. Như vậy là giải đãi sự thứ nhất. Này các hiền giả, lại nữa, một việc đã được vị tỳ kheo làm, vị này nghĩ, ta đã làm một việc, do làm một công việc nên thân ta mệt mỏi, vậy ta nên nằm xuống. Vị ấy nằm xuống không có tinh tấn, như vậy là giải đãi sự thứ hai. Này các hiền giả, lại nữa, có con đường vị tỳ kheo phải đi, vị này nghĩ, khi ta đi con đường ấy thân ta sẽ mệt mỏi, vậy ta nên nằm xuống. Vị ấy nằm xuống không có tinh tấn, như vậy là giải đãi sự thứ ba. Này các hiền giả, lại nữa, con đường vị tỳ kheo đã đi, vị này nghĩ, ta đã đi con đường, do ta đã đi con đường nên thân ta mệt mỏi, vậy ta nên nằm xuống. Vị ấy nằm xuống không có tinh tấn, như vậy là giải sự thứ tư. Này các hiền giả, vị tỳ kheo đi khất thực ở làng hay tại đô thị, không nhận được các đồ ăn loại cứng hay đồ ăn loại mềm đầy đủ như ý muốn. Vị ấy nghĩ, ta đi khất thực ở làng hay đô thị, không nhận được các đồ ăn loại cứng hay đồ ăn loại mềm đầy đủ như ý muốn. Thân này của ta bị mệt mỏi,
hỏi không gì, vậy ta nên nằm xuống. Vị ấy nằm xuống không có tinh tấn, như vậy là đã giải đãi. Sự thứ năm, này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo trong khi đi khất thực tại làng hai thị xã, nhận được các đồ ăn loại cứng hay loại ăn độ mềm đầy đủ như ý muốn. Vị ấy nghĩ, ta đi khất thực tại làng hay tại thị xã, nhận được các đồ ăn cứng hay đồ ăn loại mềm đầy đủ như ý muốn. Thân này của ta nặng nề, không làm được gì, như một nhóm đậu, vậy ta nên nằm xuống. Vị ấy nằm xuống không có tinh tấn, như vậy là giải đãi. Sự thứ sáu, này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo bị đau bệnh nhẹ. Vị này nghĩ, ta bị đau bệnh nhẹ, cần phải nằm nghỉ, vậy ta nên nằm xuống. Vị ấy nằm xuống không có tinh tấn, như vậy là giải đãi. Sự thứ bảy, này các hiền giả, lại nữa, tỳ kheo mới đau bệnh dậy, mới khỏi bệnh không bao lâu. Vị ấy nghĩ, ta mới đau bệnh dậy, mới khỏi bệnh không bao lâu, thân này của ta yếu đuối, không làm được việc gì, vậy ta hãy nằm xuống. Vị ấy nằm xuống không có tinh tấn để đạt được điều chưa đạt được, để thành tựu điều chưa thành tựu được, để chứng ngộ điều chứng ngộ được, như vậy là giải đãi. Sự thứ tám, như vậy là tám pháp chịu phần tai hại. Thế nào là tám pháp hướng đến thù thắng? Tám tinh tấn. Sự này các hiền giả, ở đây có việc vị tỳ kheo phải làm. Vị ấy nghĩ, có công việc ta phải làm, nếu ta làm việc thì không dễ gì ta có thể suy tư đến giáo pháp chư Phật. Vậy ta hãy cố gắng tinh tấn để đạt được điều gì chưa đạt được, để thành tựu điều gì chưa thành tựu được, để chứng ngộ điều gì chưa chứng ngộ được. Và vị ấy tinh tấn để đạt được điều gì chưa đạt được, để thành tựu điều gì chưa thành tựu được, để chứng ngộ điều gì chưa chứng ngộ được. Như vậy là tinh tấn. Sự thứ nhất, này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo đã làm xong công việc. Vị ấy nghĩ, ta đã làm xong công việc, khi ta làm công việc ta không thể suy tư đến giáo pháp của chư Phật, vậy ta phải cố gắng tinh tấn. Vị ấy tinh tấn, như vậy là tinh tấn. Sự thứ hai, này các hiền giả, lại nữa, có con đường vị tỳ kheo phải đi. Vị này nghĩ, đây là con đường mà ta có thể sẽ phải đi. Khi ta đi con đường ấy, không dễ gì ta có thể suy tư đến giáo pháp của chư Phật, vậy ta hãy cố gắng tinh. Vị ấy tinh tấn, như vậy là tinh tấn. Sự thứ ba, này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo đã đi con đường. Vị này nghĩ, ta đã đi con đường ấy, khi ta đi con đường ta không thể suy tư đến giáo pháp của chư Phật, vậy ta hãy cố gắng tinh tấn. Vị ấy tinh tấn, sự tinh tấn ấy, vậy là tinh tấn tư. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo chưa, trong khi đi khất thực tại làng hay tại đô thị, không nhận được các loại đồ ăn loại cứng loại mềm đầy đủ như ý muốn. Vị này nghĩ, ta trong khi đi khất thực tại làng hay tại đô thị, không nhận được các loại đồ ăn cứng hay loại đồ ăn mềm đầy đủ như ý muốn. Thân ta như vậy nhẹ nhàng, có thể làm việc, vậy ta cố gắng tinh tấn. Và vị ấy tinh tấn, như vậy là tinh tấn. Thứ năm, này hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo trong khi đi khất thực tại làng này hay tại đô thị, được các loại đồ ăn loại cứng hay loại đồ ăn mềm đầy đủ như ý muốn. Vị này nghĩ, ta trong khi đi khất thực tại làng hay tại đô thị, được các loại đồ ăn loại cứng hay loại đồ ăn mềm đầy đủ như ý muốn. Như vậy thân ta mạnh, có thể làm việc, vậy ta hãy cố gắng tinh tấn. Và vị ấy tinh tấn, như vậy là tinh tấn thứ sáu. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo bị đau bệnh nhẹ. Vị ấy nghĩ, ta nay bị đau bệnh nhẹ, sự kiện này có thể xảy ra, bệnh này có thể trầm trọng hơn,
vậy ta hãy cố gắng tinh tấn. Và vị ấy tinh tấn, như vậy là tinh tấn sự thứ bảy. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo mới đau bệnh vậy, khởi bệnh không bao lâu, vị ấy nghĩ, ta mới đau bệnh vậy, mới khỏi bệnh không bao lâu, sự kiện này có thể xảy ra, bệnh của ta có thể trở lại, vậy ta hãy cố gắng tinh tấn để đạt được nhiều điều gì chưa thành tựu được, chứng ngộ được điều gì chưa chứng ngộ được. Và vị ấy tinh tấn để đạt được điều gì chưa chứng đạt được, thành tựu điều gì chưa thành tựu được, và chứng ngộ điều gì chưa chứng ngộ được. Đó là tinh tấn sự thứ 8. Như vậy là 8 pháp hướng đến thù thắng. Chú thích sau đây trích từ kho tàng pháp học, Pháp sư Giác Giới biên soạn, 403. 8 pháp thuộc phần hạ liệt. Hana Phagija Thamma. Đây là 8 giải đại sự Kusi Tawathu ni, 8 sự kiện làm cho lười biếng. Có việc sắp phải làm, nghĩ rằng ta có việc sẽ phải làm, lúc ta làm việc thân ta sẽ mỏi mệt, vậy ta hãy nằm nghỉ. Cầm mặn khô mề các tập bằng Pavisati cầm mặn khô paname karo karo tasaka karo tasaka karo kilamisati handa ham nipaya miti. Số 2, vừa làm xong việc, nghĩ rằng ta vừa làm xong việc, thân ta đang mỏi mệt vì làm việc, vậy ta hãy nằm nghỉ. A hằng khô cầm măng a ca xìm cầm măng khô mề ca rô tát sa ca dô ki lăng tô hành đà hằng ni pa già mì tí. Số 3, sắp phải đi đường xa, nghĩ rằng ta sẽ phải đi đường xa, lúc đi đường thân ta sẽ mệt mỏi, vậy ta hãy nằm nghỉ. Mặc gồ khô mề gần tắp bồ phát vi sa ti mặc gần khô ba ma ê chắc gặp chàng ta sát kà dô kì là mi sa ti hằng đà hằng nít ba già mì ti. Số 4, vừa mới đi đường xa, nghĩ rằng ta vừa mới đi đường xa, thân ta đang mệt mỏi vì đi đường, vậy ta hãy nằm nghỉ. A hằng khô mặc gầm a ga ma xìm mặc gầm khô ba ma mê gắt chăng ta sa ca dô kỳ lăng tô hằng đà hằng nít ba già mì tí. Số 5, khi thiếu ăn, nghĩ rằng ta khất thực không có đủ thức ăn, thân ta đang mệt mỏi bạc nhược, vậy ta hãy nằm nghỉ. A hằng cô bình già giá ca rành tô nà lắc thằng thô gia na sa và bi bù rình ta sa mê ca dô kỳ lăng tô a cầm mạnh nhô hành đà hằng nít ba già mì tí. Số 6, khi đủ ăn, nghĩ rằng ta khất được đầy đủ thức ăn, thân ta nặng nề không linh hoạt, cảm giác như bao thóc, vậy ta hãy nằm nghỉ. A hằng khô binh dạ khô binh dạ đà giá cha cha rằng tổ a lát thằng thô giác na sa ba ri bù rình ta sát mê ca dô ga ru cô a càng man nhô ma sắc chi tăng man nhẹ hành đà hằng nít ba già mì tí. Số 7, nhóm bệnh, nghĩ rằng ta nhóm bệnh rồi, cần phải nghỉ ngơi, vậy ta hãy nằm nghỉ. Upanno khô mì apan mat tako apa tho ati kapo nipayitung hành đà hàm nipa ya mì tí. Số 8,
vừa khỏi bệnh, nghĩ rằng ta vừa mới khỏi bệnh, thân ta còn yếu đuối, chưa thoải mái, vậy ta hãy nằm nghỉ. A hằng, khô ghi là nà bụt thị tổ, a ri, a chi ra bụt thị tổ, ghề làm nhà, ta mê ca dồ, đu à lộ, a càng mạnh nhiều hành đà hành, nít bà già mì tí. Tám pháp thuộc phần thù thắng, quy xề xà pha ghi già thầm, mà đây là tám sự kiện tinh tấn bát đoạn cần. A ra phà hoành thúc, một có việc sắp phải làm, nghĩ rằng khi ta làm việc không để gì suy nghĩ đến lời dạy của Đức Phật, vậy ta hãy tinh tấn. Số 2, vừa làm xong việc nghĩ rằng lúc ta làm việc ta không thể suy nghĩ đến lời dạy của Đức Phật, vậy ta hãy tinh tấn. Số 3, sắp phải đi đường xa, nghĩ rằng ta sẽ phải đi đường xa, khi ta đi không dễ gì suy nghĩ đến lời dạy của Đức Phật được, vậy ta hãy tinh tấn. Số 4, vừa mới đi đường xa, nghĩ rằng đường ta không thể suy tư đến lời dạy của Đức Phật, vậy ta hãy tinh tấn. Số 5, khi thiếu ăn, nghĩ rằng ta đi khất thực, không nhận được thức ăn đầy đủ, nhờ vậy thân thể ta được nhẹ nhàng, thích nghi, ta hãy tinh tấn. Số 6, khi đủ ăn, nghĩ rằng ta đi khất thực, đã nhận được thức ăn no đủ, thân thể ta mạnh khỏe, thích nghi, vậy ta hãy tinh tấn. Số 7, mới nhiễm bệnh, nghĩ rằng ta mới nhiễm bệnh, điều có thể xảy ra bệnh của ta sẽ gia tăng, vậy ta hãy tinh tấn. Số 8, vừa khỏi bệnh, nghĩ rằng ta vừa khỏi bệnh không bao lâu, điều có thể xảy ra là bệnh của ta sẽ tái phát, vậy ta hãy tinh tấn. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bố Thà. Dạ, dạ con kính cung thỉnh sư. Dạ con đã đọc xong chánh kinh. A hại xa. Dạ Nam mô Bố Thà. Dạ, Nam mô Tham Ma. Dạ, Nam mô Sa Khai. Dạ, con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, đệ tử Nguyên Thông của Chư Tăng. Chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học hai bài. Và những hai bài này có cái pháp đối lập với nhau, có ý nghĩa liên quan với nhau, vì vậy cho nên là chúng ta phải học hai bài. Thì trước tiên đó là cái bài thứ nhất là nói đến tám cái pháp thuộc phần hạ liệt, hay là tám cái pháp thuộc phần tai hại. Thì như vậy thì ở đây đó là giống như là tám cái sự kiện làm cho một cái người tự biến, không siêng năng, thiếu tinh tấn. Và bài thứ hai đó là tám pháp thuộc về cái phần thù thắng, pháp thù thắng. Thì đám tức là tám cái điều kiện hay tám sự kiện để làm cho cái người đó siêng năng, tinh tấn. Khi nói đến cái việc tinh tấn ở trong Phật Pháp thì là một pháp, là một thiện pháp. Nhưng mà ngược lại nó là sự giải đãi là một cái bất thiện pháp. Bởi vì ở đây nó chứa, nó có một cái điều kiện làm cho trì trệ, làm cho trì trệ, chậm chạp và không có cái sự nỗ lực. Đó là những cái pháp giải đãi. Thì trước tiên đó là nói đến cái pháp thứ nhất đó, là khi mà mình nói đến cái việc trong đời sống hàng ngày, là mình một người mà nghĩ rằng là mình sắp sửa sẽ làm việc, nhưng mà rồi đó thì nếu mà một chút nữa mình làm việc
rất là mệt, cho nên là bây giờ mình nằm nghỉ ngơi. Thật sự ra thì nếu như mà mình, chúng ta có hai cái loại thân bệnh. Thân bệnh thì mình cũng biết đó, là có những khi mà cái thân mà mình bị bệnh á, thì mình bị đau đớn ở nơi này, đau đớn ở nơi kia. Rồi mình có cố gắng nỗ lực ấy, thì trong cái việc mà mình thì nó cũng có thể là cho phép. Nhưng mà có khi đó là mình cố gắng cũng không nổi. Thì ở đó mình nói chuyện cái việc mà là do thân bệnh. Nhưng mà nếu là do tâm bệnh ấy, thì nhiều khi do cái suy nghĩ của mình đây. Thì nếu mà nói tâm bệnh thì rõ ràng là khi mà mình bệnh chưa có là gì hết á, chưa có phải là nặng, nhưng mà mình nghĩ rằng mình bệnh nặng, thế khiến là cho cái sự sinh hoạt của mình nên là mình không làm được gì. Thì ở đây á, cái suy nghĩ của một người mà tu tập cũng vậy đó. Khi mà mình nghĩ rằng một tí nữa đó là mình sẽ đi làm cái việc đó, thôi bây giờ mình nằm nghỉ. Chúng ta thấy rằng là một ngày 24 tiếng, thì chúng ta trừ ra những cái thời gian ngủ nghỉ khoảng 7-8 tiếng gì đi, 6-7 tiếng tùy theo mỗi người. Nhưng mà mình trừ cái thời gian ngủ ra đó, thì còn bao nhiêu cái thời gian để làm việc? Nếu như một người làm việc một ngày 8 tiếng hay hoặc là 10 tiếng, thì còn lại là những cái thời gian ngủ, rồi thời gian sinh hoạt cho những cái tắm rửa, rồi ăn uống, những cái sinh hoạt xung quanh nữa. Thì nếu mà mình bỏ qua cái thời gian thì rõ ràng là cái thời gian nó vẫn luôn trôi qua. Mình có làm hay không làm đi nữa thì nó vẫn luôn trôi qua. Và nếu như một người mà nghĩ rằng mình sắp sửa làm việc cho nên mà bây giờ mình nằm nghỉ thì nó rất uổng thời gian đó. Bằng như là một người mà nếu như mà mình nghĩ đến một cái việc tinh tấn, mình sắp sửa làm việc thì bây giờ mình cố gắng mình làm đi. Thí dụ như chúng ta thấy rằng là mình tí nữa mình đi tụng kinh, mặc dù là biết như vậy nhưng mà trong chùa thì thường là có thời gian để quý sư tụng kinh. Thì mỗi một cái chùa nó có cái thông lệ, cái phong tục khác nhau, hoặc là tụng 5 giờ chiều, hoặc là 5 giờ khuya, hay hoặc là 7 giờ tối, hoặc là giờ khuya, vân vân. Thì tùy theo mỗi một cái chùa cái phong tục, nhưng mà ít ra thì cũng ngày cũng phải có một hai thời kinh như vậy, tức là mình sẽ lễ bái tam bảo, thường thường là vậy. Thì khi mà mình nghĩ rằng mình sắp sửa làm cái việc đó, bây giờ thôi mình nằm nghỉ, thì mình nằm nghỉ như vậy đó, thì nó sinh ra những cái sự giải đãi, không có tinh tấn được. Trên đó, do cái suy nghĩ của mình nghĩ rằng mình sắp làm được cái việc gì đó, cho nên là bây giờ mình không làm. Thì không làm á, thì nó sẽ mất qua cái thời gian thôi. Cho nên chúng ta phải biết đó là khi mà mình, ngay cả mình làm việc ở bên ngoài như vậy, có nhiều người chạy đua với thời gian, bất cứ một thời gian nào cũng có thể làm được, làm đến nỗi mà thân mệt mỏi vậy, nhưng mà họ ráng cố gắng họ làm vì cái mục đích riêng nào đó, hoặc là vì kiếm tiền, hoặc là vì với công việc, hay hoặc là gì mà muốn an hưởng tuổi già, hay hoặc là vì với là một với cái mục đích gì đó. Nhưng mà với một cái người tu á, thì mình nghĩ rằng mình tinh tấn ở đây nó không có thừa. Nếu như một người nghĩ rằng là mình sắp sửa làm một cái việc gì đó, cho nên là mình nghĩ đến cái lời dạy của Đức Phật, rồi mình nhớ rằng mọi cái việc ở trong đời sống là mình đang cố gắng mình tinh tấn. Tinh tấn nó không có thừa. Bởi vì trong cái trong năm quyền này, thì tính quyền, quyền niệm quyền, định và tệ quyền.
thì năm cái quyền này là những cái pháp cần thiết để cho một vị hành giả tiến tu, nhưng mà bây giờ nếu như mình thiếu cái sự tinh tấn thì mọi cái thiện pháp của mình nó sẽ bị đình trệ lại, cả cái việc học Phật pháp, tụng kinh, ngồi thiền hoặc là phục vụ, tức là mình hiểu rằng mình sẽ có một việc gì đó, hoặc là mình viết sách, hay là mình dịch kinh, hay hoặc là mình làm có công việc gì đó, đối với là mình cho rằng cái việc gì đó nó quan trọng, thì thật sự là những cái việc gì mà nó quan trọng thì chúng ta nên cố gắng để làm những việc đó, thì nó tạo cho cái người đó họ sẽ có tinh tấn. Nhưng mà ngược lại, nếu như mình nghĩ rằng mình sắp sửa làm việc đó gì rồi đó, mà bây giờ mình sửa mình làm công việc đó thì chắc lẽ là mệt lắm, cho nên là giờ thôi mình nằm nghỉ chút, lát mình dành cái sức đó, để mình làm cho cái công việc gì, thì rõ ràng là một trong cái sự trì trệ, làm cho cái sự trì trệ giải đại đời sống tu tập của mình. Cái điều thứ hai nữa đó là một cái pháp mà làm cho cái người đó họ nghĩ rằng họ do vậy mà họ không có cái sự tinh tấn giải đại, đó là vì sao? Hoặc là họ mới vừa làm một cái công việc gì, cho nên là họ giải đại. Mình nghĩ là cái công việc của mình làm nó lớn quá đi, hay là làm cái công việc đó nó quan trọng quá đi, mình chỉ cần làm bấy nhiêu là đủ rồi, không cần phải làm gì nhiều. Nhưng mà quý vị thấy rằng là nếu mà mình bỏ sót với cái thời gian thì thời gian nó vẫn luôn trôi qua, nếu mà mình không làm thì thời gian nó vẫn trôi qua. Cho nên cái người phàm phu nhiều khi là mình bị trong cái sự trong cái pháp gọi là pháp bất thiện mà hôn trầm, nó làm cho người đó trì trệ. Mình nửa đêm mình ngủ đi, có một người ngủ mà mình nhớ rằng là mình sẽ có một cái thời gian để mình ngồi dậy, để mình ngồi thiền, mình định tâm mình, hay hoặc là trước khi ngủ mình định tâm, thì họ nghĩ rằng là họ thiền rồi, thôi thôi bây giờ thả lỏng, thả lỏng nằm ngủ cho thoải mái. Sự thật ra là trong cái ngủ hay là cái thức mình á, thì nếu mà mình thức là cũng phải luôn luôn tỉnh giác, ngủ thì mình cũng phải là luôn luôn thức, là cũng phải có chánh niệm, ngủ phải có chất chánh niệm ở trong. Chứ còn nếu mà mình thả nó ra đó mà mình không có giữ cái tâm của mình thì nó sẽ là phóng túng, nó sẽ là phan duyên theo trần cảnh. Nhưng có một số người do rằng nghĩ rằng mình đã làm cái công việc gì đó mà mình nghĩ rằng công việc nó lớn quá, mình hy sinh rất là nhiều, sự thật ra là cái luân hồi của mình nó dài lắm, đời sống luân hồi của chúng ta dài lắm, và cái thiện pháp chúng ta làm thì nó cũng chỉ là một cái nhỏ nhỏ thôi, giống như là một hạt cát ở xã hội của giữa một bãi sa mạc thôi, nó không đáng đâu vào đâu. Mà mình nghĩ rằng là cái việc của mình làm đã làm rồi nó lớn lắm, cho nên là bây giờ mình có quyền ngủ nghỉ, mình có quyền nghỉ ngơi, hay hoặc là có quyền không làm gì hết, thì cái đó nó sẽ là nghĩ như vậy, cho nên là người ta chạy. Nhưng mà ngược lại đó, là một người mà nghĩ rằng mình làm cái việc đó vừa xong á, cho nên là mình bây giờ mình cố gắng làm nữa, làm nó tốt, làm cho tốt. Cho nên chúng tôi nhớ ở trong Phật pháp, trong kinh có đề có nói rằng đối với bậc chánh đẳng chánh giác á, thì các ngài có hai cái pháp. Một là các ngài tinh tấn bất thối, tức là cái hoàn cảnh, mọi cái điều kiện, mọi cái thiện pháp thì các ngài luôn luôn tinh tấn, không có giải đại. Nhưng người phàm phu thì bị giải, do rằng mình nghĩ mình làm cái việc nó quá lớn đi, hay mình hy sinh rất là nhiều, vân vân, cho nên là giờ mình không làm. Cái pháp thứ hai của một bậc Bồ Tát chánh đẳng giác ấy, thì các ngài có một cái thiện pháp mà không bao giờ thấy đủ, tức là các ngài thực hành các cái thiện pháp mà không bao giờ đủ. Chúng ta thường là ý lại, thường là chủ quan với những cái gì mà mình làm, mình nghĩ rằng mình bố thí bao nhiêu là đủ rồi, ngồi thiền bao nhiêu là đủ rồi, hay là phục vụ bao nhiêu là đủ rồi, nghĩ vậy cho nên mình không làm gì đó. Sự thật ra đó thì do cái tác ý của mình, nếu như mà mình khéo tác ý
thì trong cái sự suy nghĩ của mình nó lại sanh ra những cái pháp thiện pháp để giúp cho mình có sự nỗ lực tinh tấn, nhưng mà mình lại không khéo tác ý thì rõ ràng là trong cái sự đời sống này của mình nó có cái sự giải đại, giải đại. Mặc dù là cái cơ thể của một người á, là khi mà lúc mình còn trẻ thì rõ ràng là mình có nhiều cái sức khỏe lắm, có nhiều sức khỏe, mình có lao động hay có làm cái gì đi nữa, mình có ngồi thiền hay là quỳ gối. Chúng tôi nhớ ngày xưa là cứ tụng kinh mà quỳ gối thôi, quỳ chứ không có ngồi, quỳ suốt vậy là gần một tiếng đồng hồ cũng chịu nổi. Nhưng mà bây giờ là mình không còn quỳ được như vậy nè, quỳ chừng khoảng 15 phút là thấy tê chân rồi, tê chân chịu nổi là quay xuống quanh là ngồi. Thì biết rằng là như vậy, tức là cái tuổi mà nó có đó thì bắt đầu là cái sức khỏe của mình nó giảm dần đi. Nhưng mình cộng thêm một cái nữa là tâm bệnh của mình là mình nghĩ không khéo đó, cho nên cái sự giải đãi của mình nó sanh khởi lên. Giải đãi của mình sanh khởi, mình nghĩ rằng là mình vừa làm cái công việc đó xong, bây giờ mình có quyền nghỉ ngơi. Nếu mà mình suy nghĩ đến cái lời dạy của Đức Phật trong cái sự tinh tấn thì nó không có thừa đó, thì lúc nào mình cũng có thể tinh tấn được. Cái pháp thứ ba nữa là sở dĩ mà người ta nghĩ đến cái sự làm cho người ta giải đãi hay là làm cho người ta bị trì trệ lại đó, thì người ta nghĩ rằng người ta sắp sửa đi xa, đi xa, nghĩ đến cái đoạn đường xa đó, cho nên là chắc có lẽ là thân của mình nó rất là mỏi mệt, đi rất là mỏi mệt. Thì ai cũng vậy, nghĩ đến cái đoạn đường là mình sắp sửa đi xa như vậy thì cái nghĩ cái mệt của mình. Nhưng mà cái mệt của mình đó, nó sự thật ra đó thì cái mỏi mệt nó cũng còn, không phải tuổi trẻ thì mệt ít thôi, nhưng mà tuổi lớn lớn tuổi có tuổi một chút đó, thì bắt đầu lại thấy mệt nó thấm nhiều hơn, gan nghĩ nó nhiều hơn. Nhưng mà rồi đó là nếu như mà mình nghĩ như vậy, cho nên là cái sự mệt của mình nó càng nhiều hơn. Giống như cái tâm lý mà người ta nghĩ rằng là mình đi lên trên núi, ngày xưa chúng tôi nhớ đi lên núi mình đừng có nghĩ đến mệt, mặc dù leo núi mệt leo núi mệt chứ, nhưng mà mình muốn nói là khỏe khỏe, đó là cái tâm lý. Nhưng mà nếu như mà mình đi núi mà mình mệt á, mình nghĩ đến cái mệt, hay hoặc là mình cứ than thở hoài, thì cái sự mệt đó mình cứ nhớ dây dẫn hoài. Nhưng mà cũng đồng thời là mệt, nhưng mà mình đừng để ý nó, đến nó nhiều, mình để ý những việc khác, nghĩ đến những chuyện khác. Ví dụ, còn đối với cái người mình đi sắp sửa đi xa, hay là mình sắp sửa xa đó, thì ở đây quý vị thấy rằng họ nghĩ rằng họ sắp sửa đi xa, cho nên là bây giờ là họ có quyền nghỉ, nhưng mà không. Khi mà mình đi xa vậy đó, thì nếu như mà mình khéo tác ý, mình nghĩ một chút ít, thì từ ở một cái việc mà người ta mình nên làm, phải làm. Thường thường đó là chúng ta sở dĩ mà cứ ngày này sang tới ngày nọ sẽ kéo hoài cái công việc, mặc dù cái công việc nó không là nhiều, không là lớn, không làm thì không bao giờ xong, không bao giờ xong. Còn nếu mà mình hạ quyết tâm mình làm á, thì có lẽ là mình làm được, mình hạ quyết tâm mình làm xong cái việc hả, mình tính gì tính, thì trong cái thời gian mà mình quyết tâm để mà mình hạ quyết tâm mình làm thì cố gắng mình làm việc đó. Ví dụ như là cái ý chí của mình, sự nỗ lực của mình, không có sự thành công nào mà không có sự nỗ lực, không có cái ý chí. Vì nên là khi mà mình có cái ý chí, mình muốn làm như vậy, rồi mình hạ quyết tâm để mà mình làm, thì ở đây đó, nếu như một người mà khéo tinh tấn một chút á, thì mình nghĩ rằng là khéo tác ý một chút á, thì mình nhớ đến cái lời của Phật
lời dạy của Phật, mình hiểu ở trong kinh, mình suy gẫm ở trong kinh, thì quý vị thấy rằng là mặc dù là cái việc mà tụng kinh, chúng tôi nói là không phải là tụng kinh là một cái chuyện duy nhất, là một thiện pháp. Nhưng mà nếu như mà mình cứ giải đãi rằng tôi không có tụng kinh, không cần tụng kinh, tu không cần tụng kinh, hay là ngồi thiền cũng cần tụng kinh, ở đây đó chúng tôi không làm một cái việc gì duy nhất, không có việc gì là tốt nhất. Sự thật ra trong cái thời gian mà mình tụng kinh đó, thời gian mà tụng kinh đó, có nghĩa là mình diễn kiến trước tôn tự của Đức Phật. Khi mà mình lễ Đức Phật thì nhớ đến ân đức của Phật, rồi mình tụng kinh đó, mình tụng kinh có nghĩa là mình ôn lại những cái lời dạy của Đức Phật, ôn lại những cái lời kinh tiến kệ để mình nhớ, chứ không có giống như bên ngoài người cái câu là văn ôn võ luyện, võ niệm vậy. Và tụng kinh cũng vậy, mình chỗ nào mình ít tụng thì rõ ràng tại sao mình quên kinh, quên quên kinh mà mình tụng, mình quên đi. Còn mình tụng thường xuyên mình cũng có thể nhớ được. Còn hàng ngày mình cứ diễn kiến Tam Bảo, diễn kiến tôn tượng của Đức, mình đảnh lễ thì mình cũng nhớ đến cái hình ảnh của từ bi và trí tuệ, mình cũng sanh được cái thiện lòng, cái thiện pháp ở trong lòng, và có cái sự kính tin, có cái sự quan hỷ ở trong cái điều mà mình thực hành lời dạy của Đức. Cho nên khi mà mình nghĩ rằng mình sắp đi xa đó, mình sắp đi xa, mình như khắp đi xa vậy, thì mình phải nhớ lại là sự tinh tấn nó không có thừa, tinh tấn luôn luôn là một pháp rất là cần. Nếu như mình không biết cái gì hết thì chúng tôi nói cả cái chuyện ở bên ngoài, cả cái chuyện mà trang nghiêm ở nội tâm của mình cũng vậy. Ở bên ngoài mà mình có những người đó thì lại lo chăm chú ở bên ngoài, tức là họ thích phục vụ, họ làm công quả, họ này gì kia. Nhưng mà có người, nhưng mà khi họ ngồi thiền hay hoặc là họ giữ giới, họ không muốn, họ không làm được, họ nó khó. Nhưng mà có người đó lại nghĩ rằng bây giờ là ngồi thiền thì họ thích, nhưng mà cái chuyện gì bên ngoài này, họ không có không quan trọng tới. Thì ở đây chúng tôi muốn cái việc tu á, thì nó phải có nhiều cái thiện pháp hỗ trợ. Mình ngồi thiền á thì là một cái việc rất là cần, giữ giới cũng là một việc rất là cần, và mình làm tất cả những cái thiện pháp khác á cũng rất là cần. Bởi vì chính mình có thực hành những cái thiện pháp khác nhau, lúc bấy giờ là mình ngồi thiền á, mình có những cái công đức để hỗ trợ, có những cái pháp thiện pháp khác để hỗ trợ. Cho nên là nhiều khi mình nói nó quá cao, hay mình đặt cái mục tiêu nó quá cao, nhưng mà rồi mình không làm được cái gì hết á, thì rõ ràng là đâu đâu phải là cái chuyện. Bây giờ chúng tôi nói nè, cái ngồi thiền là cần thiết, nhưng mà rồi là mình cái tâm của mình á, mà ngồi một giờ đồng hồ mình không định tâm bao nhiêu thì cũng không bằng. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà mình làm sao mà mình ngồi thiền, mình hành thiền á, mà mình có định tâm hay là có chánh niệm tỉnh giác ấy, thì cũng nên thực hành. Nhưng mà có khi đó mình thấy rằng mình ngồi thiền mà cái tâm của mình nó chưa định hoàn toàn á, ráng nhiếp tâm, hoặc là mình cũng phải là thay đổi một cái quan nghi để mà mình thực hiện những cái việc thiện khác, hoặc là mình có thể là mình quét dọn gì đó, ví dụ trong cái cách gọi là phục vụ, hay hoặc là mình xem một vài trang kinh để mình nhớ Phật ngôn, cũng là cái cách để mà mình thay đổi. Cho nên khi mà có những người đó thì họ nghĩ là họ sắp đi xa, cho nên là họ thấy đãi, họ lười biếng. Nhưng mà có người cũng nghĩ rằng là nếu khéo tác ý chút á, vì mình nghĩ là mình sắp đi xa, cho nên là bây giờ mình nhớ đến những cái lời Phật dạy, mình phải càng chỉ tinh tấn hơn nữa, mình không có bỏ. Bởi vì như chúng tôi đã nói đó, là thời gian thì luôn luôn trôi qua, mà mình
không làm thì nó không bao giờ mình làm mình thành công được cái gì hết đó. Cho nên cái việc mà như một ngày mình 24 tiếng thì mình trừ ra cái thời gian làm việc là ngày 8 tiếng hoặc 10 tiếng hoặc 12 tiếng, ví dụ tùy theo cái điều kiện hoàn cảnh của người làm việc. Nhưng mà còn lại mấy việc mấy tiếng đồng hồ ngủ rồi mấy cái tiếng để sinh hoạt cá nhân vân vân, thì mình nghĩ lại là cái ngủ cái thời gian nó cũng rất là nhiều đó. Mà cái nhu cầu sinh học của mình, tức là cơ thể của mình cần phải có ăn có ngủ, nhưng mình ở vừa chừng, mình ngủ quá thì nó cũng mệt mỏi, cũng như là sanh ra cái sự lu mờ nữa. Còn nếu mà mình không có ngủ thì mình cũng lại bị trông trên nữa. Mình hiểu là vậy. Trông trên, ví dụ mình bị mất ngủ thời gian dài, thời gian mà thiếu ngủ thì cái người mình không có tập trung, mình coi một cuốn kinh cuốn sách gì đó cũng không có tập trung, mình làm chuyện gì nó cũng không tập trung, và mình bị trông trên, nó không có tập trung, như vậy thì làm việc nó cũng khó có hiệu quả. Nhưng mà mình dành thời gian ngủ nghỉ nhiều quá cũng không tốt, và thời gian thả lỏng cho đi chơi hay là ngao du đôi đó đó, thật sự ra thì nó uổng phí với cái thời gian đúng là. Vì vậy cho nên là nếu như một người có khéo tác ý thì họ nghĩ rằng họ sắp đi xa, cho nên là họ gắng cố gắng để tinh tấn siêng lên, không phải như cái người một số người nghĩ rằng là sắp đi xa thôi thì cứ nghĩ. Rồi có một số người, cái pháp thứ tư ở đây đó là một số người đó thì nếu như có người họ nghĩ rằng là mình vừa đi xa rồi thì giờ chắc lẽ là mỏi nằm ngủ. Thì cái ngủ thì quý vị biết rồi là thường mình mệt mỏi cơ thể là mình dễ ngủ lắm. Thả lỏng là ngủ liền, ngủ coi như là ngủ không kể gì hết á. Vì ở đây đó, có khi đó là mình biết rằng là mình tinh tấn một chút nó cũng không là gì, mình siêng năng một chút nó cũng không là gì. Có khi đó mình đi đâu mệt mỏi về thôi, nếu mà mình bỏ ra mình nghĩ rằng thôi khỏi cần tắm rửa luôn, nằm xuống ngủ luôn. Có người thì nghĩ rằng là thôi là tắm rửa đi, rồi giặt đồ đi, giặt quần áo, giặt y áo gì đi. Khi mà mình nghĩ đó là mình đã làm xong rồi, cố gắng mình làm cái công tác cho nó xong rồi mình mới đi ngủ, thì đằng nào cũng thả ra ngủ. Hay là mình làm việc gì đó, mình sắp sửa đi xa, hay là mình đi xa đường sẽ về, vì mình khi mình nghĩ rằng là thân mình mệt mỏi như vậy, nhưng mà cái tâm của mình nó phải là có cái nghị lực một chút. Cho nên là chúng ta thấy là mình bệnh ở trong bệnh viện á, bác sĩ luôn luôn, dù mình có bệnh nặng đi nữa thì bác sĩ cũng luôn luôn an ủi mình, trấn an mình, không sao. Ngoại trừ những cái bệnh án, có một số bệnh án thì bác sĩ sẽ báo cho người thân biết thôi, chứ người ta cũng không cho bệnh nhân biết. Về mặt tâm lý người ta sợ, bởi vì nếu mà mình bệnh mà nan y rồi đó, bệnh nặng rồi đó, mà cho mình hay cái điều đó nữa thì có lẽ là suy sụp. Nếu một người mà không có giữ vững tinh thần thì dễ bị suy sụp lắm, mà suy sụp thì tinh thần rồi đó thì thể xác nó càng bệnh hơn nữa. Nếu như chúng ta thấy có người đó thì mặc dù là thân họ bệnh nhưng mà rõ ràng là họ có một cái nghị lực rất là mạnh, lúc nào cũng sáng suốt, lúc nào cũng có người bệnh thì lại đau nhức rên la, nhưng mà có người cũng đau lắm chứ không phải là không đau, nhưng mà họ rên la, họ vẫn nói chuyện trầm tĩnh, họ vẫn chịu được cái cơn đau của họ. Thì ở đây đó là có một số người thì do mà nghĩ sắp mình vừa đi xa mới về, cho nên là mỗi chuyện không có làm gì, đó cũng là một trong cái chúng ta thấy rằng là nếu như một người mà khó khéo tác ý chút á thì mình có được tinh tấn, nghĩ rằng là mình mới vừa đi xa cho nên là đi đường xa như vậy, nhưng mình lại có một cái sự suy tư đến cái lời dạy của Đức Phật. Ở đây là sao?
mình nghĩ rằng là nếu mà là cái một cái việc tu tập cho chính mình trang bị không có được cái gì hết. Thời gian trôi qua, có những người họ đặt tâm của họ là trong vòng 3 tháng họ phải làm cái gì. Ngay cả những chuyện mà mình thấy rất là đơn giản nhất là mình đặt cái hạ quyết tâm là mình học một cái bài kinh đó trong vòng 10 ngày, nửa tháng hoặc là tháng mình phải thuộc. Thí dụ vậy, nếu mà mình làm một cái việc đó một cách đều đặn và thường xuyên thì có lẽ là trong vòng 1 tháng hoặc là 10 ngày hoặc là nửa tháng mình sẽ thuộc thôi. Còn nếu như mình không đặt ra cái quyết tâm để mà mình cái khung để mà mình làm thì có lẽ là mình bị giải đãi thôi. Cho nên là khi mà mình sắp được đi xa, đi đường xa mới về thì thật sự ra thì mình nghĩ rằng khi mà mình tinh tấn nó dẫn bút là sao, mình làm cái việc gì cũng vậy, nếu mà làm riết nó cũng quen, cũng quen, nếu không làm thì cũng trở thành quen. Chúng tôi thấy có những người cậu niên tướng to đùng mà tướng to lắm, có lẽ là không làm gì tướng to, nhưng mà rồi đó thì cả tâm bệnh lẫn thân bệnh, không biết là thân có bệnh hay không, nhưng mà thấy là tâm bệnh trước, tức là nghĩ rằng mình bệnh, sự thật ra cũng không có bệnh gì nặng lắm, nhưng mà rồi mà nghĩ bệnh. Có khi đó là vì cái nghị lực của mình, tâm mình nghĩ nó thoáng, nó nỗ lực chút đó. Mình bệnh, mình nghĩ mình bệnh vậy cho nên là mình thể dục rồi hoạt động cơ thể rồi ăn uống có điều độ, ngủ nghỉ có điều độ thì mình cũng dần lật, giảm bệnh lần lần. Còn đằng này là cứ để nó nằm bì đó, không có hoạt động cơ thể, rồi trong lòng mình cứ nghĩ rằng, trong tâm mình cứ nghĩ rằng mình bệnh nặng, cho nên nó bệnh càng ngày càng nặng, không hoạt động như càng ngày bệnh, rồi ăn uống không có điều độ, không phải là lúc nào cũng thích ăn là ăn, rồi nhịn đói rồi ăn nó bực, nó thất thường, ăn nó thất thường thì cũng không, ngủ nghỉ cũng vậy. Thì có người họ giữ sức khỏe của họ vẫn tốt, nhưng mà rồi đó thì ở đây đó chúng ta thấy rằng do cái suy nghĩ của mình nghĩ đến cái thời gian thì nó qua mau, mình thì chưa tu tập được cái gì hết rồi là nếu mà mình lỡ mà có lâm chung thì mình sanh vào khổ cảnh, mình không có tu tập thì mình sẽ sanh vào khổ cảnh. Còn nếu mà mình có tu tập thì mình được sanh ở nhàn cảnh, hoặc là mình được nhờ cái duyên lành đó mình để mình tu tập tiếp nữa. Thì cũng cái trong cái suy nghĩ của mình, nếu như một người mà có một cái khéo tác ý chứ, thì họ nghĩ đến Phật ngôn, do nghĩ đến Phật ngôn cho nên là họ cố gắng tinh tấn. Tinh tấn là những cái thiện pháp khác nhau, như vậy cũng là một trong cái sự suy nghĩ. Cái pháp thứ năm ở đây đó là nếu mà người ta giải đãi, có những người để thì họ giải đãi thì họ nghĩ rằng họ đang đói, đang đói, đói quá cũng no cũng được, mà này là đang nghĩ là mình đói, mình ăn thiếu, mình thiếu ăn. Cái việc khất thực thì sự thật ra thì cái đời sống của chư tăng thì sống mà nương nhờ ở những người đàn tính mà, một trong những cái pháp nương nhờ. Thì một vị tỳ kheo không có làm bằng những cái nghề nghiệp này nghiệp kia, bởi vì sống đời sống chánh mạng, chánh nghiệp và chánh mạng, cho nên là một vị không 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 có phải là mình nghĩ là nếu như một người mà nghĩ ăn không được đầy đủ cho nên là bây giờ cảm thấy mỏi mệt rồi mình không có tinh tấn, không có siêng để đi khất thực, không có siêng để học Phật pháp, không có siêng để phục vụ, hoặc là không có siêng để mà mình hành thiền, do nghĩ vậy. Sự thật ra cái cơ thể của mình thì cái nhu cầu cần thiết. Quý vị thấy rằng là nếu mà mình nhịn khát với nhịn đói thì có lẽ là nhịn khát nó mau chết hơn là cái nhịn đói. Nhịn đói có thể kéo dài được vài ngày, nhịn khát thì không lâu đâu, chừng ngày là dữ lắm mà. 2 ngày là cũng cũng phải, mình thấy là một ngày mình nạp bao nhiêu lít nước
là bao nhiêu thời gian để uống nước đấy, thì cũng như vậy. Ở đây đó là một người nghĩ rằng mình thiếu ăn, cho nên là ăn nó không được đầy đủ, sức khỏe không có, cho nên là tâm hồn, tinh thần nó bạc nhược, rồi mình không có làm được. Nhưng mà một người mà đã có cái khéo tác ý đó, thì cái người đó họ lại nghĩ rằng đi khất thực, mình đi khất thực, thì cái khất thực đó là bát cơm mà được nhiều người cho, được một nhiều người cúng dường, nhiều người cúng dường, hoặc là đi trai tăng thì cũng có những người đàn tí họ cúng dường, thì mình dùng cái vật thực này đó, thì phải nói rằng là ở bên ngoài thì có lẽ là người ta ăn uống thỏa thê, tức là họ thích gì họ ăn đó, ăn chừng nào no, thậm chí no quá là mệt là bệnh luôn. Nhưng mà đối với một cái người tu á, thì nếu như mình có tu thì mình nghĩ rằng cái việc ăn nó chỉ là nuôi cái cơ thể này thôi, không phải là để mập béo hay là để thỏa thích, hay là để thỏa thích, không phải để mập béo, không phải như lực sĩ, không phải để làm đẹp như những cái người mẫu, người đẹp, không phải. Mà nghĩ là thức ăn nó chỉ là để nuôi cái thân này, và nuôi cái thân này để tu tập. Cho nên là lúc nào cũng vậy, cái thức ăn nó cũng chỉ là nạp để vừa đủ để nuôi cơ thể này. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng trong kinh ấy thì Đức Phật dạy rằng một vị tỳ kheo nên có cái pháp tri túc đó. Tri túc thiểu dục và tri thiểu dục tức là muốn ít thôi, nhưng mà tri túc là mình phải biết đủ, đủ là những gì vừa có vừa chừng. Và chúng tôi nhớ rằng là sư trưởng có nói một cái cần mà chúng tôi nói là có lẽ là do kinh nghiệm. Sư trưởng là hồi trẻ thì mình ăn thì mình sợ thiếu, ăn mình sợ thiếu, nhưng mà dạ già thì mình ăn mình sợ thừa, sợ dư. Bởi vì giờ mình hiểu rõ đó là hồi nhỏ thời mà bao cấp mà trong chùa, thì quý vị biết rằng nó là cục đường tán ăn nó ngon lắm, cầm ăn vô nó ngon. Có thể là một lần như vậy ăn 2-3 tán đường. Còn bây giờ một muỗng đường cát nho nhỏ, muỗng cà phê nho nhỏ thôi là mình không dám rồi, không dám vô nhiều, vừa chừng thôi. Ý chúng tôi muốn nói là khi mà hồi còn trẻ là cơ thể của mình nó nạp rất là mạnh, các cái cali đó là các cái chất mà mình nạp vô thì nó tiêu hao rất là mạnh. Còn bây giờ lâu thôi là nó dư, bữa nào mà ăn quá nó cũng sợ, mà cái gì nhiều không tốt. Cho nên là ở mức độ vừa chừng, mà khi mà nhiều quá thì nó sẽ sinh bệnh, sinh bệnh. Hồi nhỏ thì ăn béo thôi, nhiều thật nhiều cũng không có là cái gì hết, nhưng mà khi mình lớn rồi thì mình thấy là mình sợ những cái đó lắm. Nó dư ra thì nó sinh ra đủ thứ, nó mệt mỏi như vậy. Thì ở đây đó có những người họ nghĩ rằng thiếu ăn mà họ không có cái sự tinh tấn, nhưng mà người mà có khéo tác ý thì họ nghĩ rằng do thiếu ăn như vậy cho nên là họ ăn không cần phải no dư dật mà vừa đủ. Như vậy thì trong lúc nào họ cũng có thể có được cái sự tinh tấn ở trong đó. Bởi vì tinh tấn là một pháp cần thiết. Cái người tu cũng vậy, người ta ngoài đời người ta siêng năng thì người ta cũng được có của cái chất một cách dễ dàng, bằng bàn tay lao động khối óc trí tuệ của họ, gọi là tài hợp pháp. Thì trong kinh Đức Phật ngài nói người cư sĩ cũng vậy, còn cái người tu cũng vậy, thì cái pháp tinh tấn là một pháp rất là cần. Bởi vì không có tinh tấn thì không thể nào có được. Và có người đó, cái pháp thứ sáu ở đây đó là có người nghĩ rằng là có khi đó là như nào để làm cho mình giải đãi. Cái người đó họ nghĩ rằng họ ăn quá đầy đủ, quá no nê, quá đầy đủ nê. No nê thì bị tức bụng, bị đau bụng, bị mệt mỏi. Chúng ta thấy cái câu người ta nói là căng bụng và mắt, căng da bụng dùng dần. Cái bụng của mình nó no thì nó làm cho
người ta nói là những chất men của thức ăn đó, nó gây cho mình sực con mắt, sực con mắt. Thì ở đây là có khi mình ăn được đầy đủ quá rồi mình nghĩ rằng là làm cho cái cảm giác là mệt mỏi, làm cái cảm giác mệt mỏi. Mà nếu như một người mà có được cái sự tinh tấn thì cái người đó họ sẽ thấy rằng là ăn được đầy đủ, ăn được thức ăn nó cũng chỉ là thực phẩm, nó cũng chỉ là vừa đủ. Và cái người đó họ dùng như vậy là để khỏe cái cơ thể này, vừa giữ, đừng để cho cái cơ thể này nó bị suy sụp, bị yếu sức khỏe, suy kiệt đi. Mà họ mượn cái sức khỏe này, họ mượn với cái thức ăn này để dùng để nuôi cái thân này, và do vậy thì họ cố gắng tinh tấn, không có bỏ với bất cứ một cái thiện pháp nào, không có bỏ với bất cứ một thiện pháp nào. Như vậy thì cái việc mà tinh tấn của một người do cái sự của mình, bởi vì cái khéo tác ý của mình là cái sức khỏe là cái cần, mà rồi đó thì mình có ăn để vừa đủ để mình nuôi cái cơ thể này, thì khi nào mà mình còn có sức khỏe thì mình nên tinh tấn, chứ để đến lúc nào đó là cái sức khỏe nó bị suy kiệt rồi đó thì mình có nỗ lực thì lúc đó nó lực bất tòng tâm. Mình ý mình muốn làm rất là nhiều những cái thiện pháp có lợi cho cái đời sống tu tập của mình thì mình không còn làm nữa, khó thực hiện. Rồi ý muốn thì có, nhưng mà cái việc thực hiện để mà đưa cái làm cái sự động lực để cho mình thực hành ấy, thì nó lại là không còn nữa. Như vậy thì do cái suy nghĩ của người, do rằng nghĩ rằng là khi mà mình được mắt mình ăn mình được quá no cho nên là mắt mình nó sụp lại nên đi ngủ, hay mình ăn quá no thì nó sinh ra mệt mỏi cho nên là giờ mình đi ngủ. Còn một người nghĩ rằng mình đã ăn được tương đối, ăn được cái thực phẩm, dùng những cái thực phẩm tương đối để nuôi cái thân này, và lúc mà cái thân này được khỏe khoắn như vậy thì cái người đó họ dành cái thời gian rất nhiều cho cái việc tinh tấn thực hành những cái thiện pháp, thực hành những thiện pháp. Cái người mà có tinh tấn thì ở trong kinh Đức Phật này ví dụ giống như là đức vua Ba Tư Nặc như vậy đó, thường là cởi con voi xung pha trận nạc, và già thì con voi đó một hôm nó già rồi, nó bị xa lầy. Nhưng mà con voi xung trận thì quý vị biết rồi đó, là nó nghe tiếng trống, tiếng kèn, tiếng chiên xô quân thúc trận á, gọi là trống thúc trận á, thì con voi đó nó xông pha vào trong trận mạc liền. Thì cũng vậy, một người nó bị xa lầy đi thì đức vua mới biết rằng là con voi này nó bị già, nó bị xa lầy, cho nên có cách là thúc đẩy, tức là đem trống, đem chiên, đem kèn vậy đó, đem tới để mà đánh lên, rồi đem chiên lên gõ lên. Nó nghe đó, nó nhớ lại những trận mạc ngày xưa lúc còn nó còn khỏe, còn trẻ đó, cho nên là nó vượt lên khỏi đầm lầy. Thì cái sự tin đây cũng vậy, nghĩ rằng là thứ nhất là nói thời gian là luôn luôn trôi qua, mình không có thực hiện những thiện pháp thì thời gian nó cũng vẫn phải trôi qua. Cái thứ hai nữa là mình bỏ luôn với cái thời gian đó thì rất là uổng. Thứ ba là mình nghĩ rằng nếu mình không có tu tập thì lỡ như mà mình có lâm chung thì nó cũng không có lợi gì cho mình. Như vậy thì trong kinh có thể nói rằng mình mượn cái thân này để mà mình tu tập. Như là trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy rằng như từ những đống hoa, nhiều tràng hoa được làm, cũng vậy thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Thì cái thân này mình một cái chiếc thuyền, để mà mình mượn chiếc thuyền này mình sẽ bơi qua sông.
Nếu mà mình muốn bơi qua sông mà mình không có chiếc thuyền thì mình bơi không được. Cho nên mượn chiếc thuyền. Thì Phật đối với Phật pháp á, thì ở đây đạo Phật á, không phải là mình quý bỏ sắc thân này, và cũng không phải là mình nâng niu chăm chút cái sắc thân này, nhưng mà nó vừa chừng để mượn cái thân này để mà mình tu, mình thực hành những cái thiện pháp, thì cái đó nó có lợi cho mình. Sự tinh tấn là như vậy. Cái điều thứ bảy ở đây đó là nói cái điều mà một người mà nghĩ đến cái sự bệnh hoạn của mình, ở đây nói là bệnh thân, cho nên là thường thường đó là người ta thường cái nghĩ chung là mình mới vừa được mới mình bệnh mình phải nghỉ, rõ ràng là vậy. Nếu mà mình không hoạt động thì mình không có nghỉ ngơi thì cái bệnh của mình nó khó hết, rõ ràng này. Mình mới nghỉ, mới bệnh mà mình đang bệnh thì mình phải còn có nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi thì bắt đầu nó mới có thể là bớt được. Nhưng mà chị, cái người đó có thể là cái điều đó mình có thể làm được, nhưng mà do mình nghĩ rằng mình phải nghỉ ngơi nhiều mình mới có thể là làm được, mình mới có thể làm được gì làm. Vì vậy cho nên là mình nghĩ vậy cho nên mình bị giải đãi đó. Giải đãi buông lung, mình giải đãi trì trệ với những cái việc làm trong đời sống. Rồi cái người tu cũng vậy. Nếu mà mình nghĩ rằng rõ ràng là khi mà mình có bệnh thì mình muốn làm việc gì nó cũng khó đó, cũng khó. Nhưng mà nếu như chúng ta nghĩ rằng có khéo tắc yếu, nghĩ rằng bây giờ mình làm không được thì mai mốt mình cũng cả làm được. Sức khỏe thì nếu mà mình nói rằng so với tuổi già và tuổi trẻ thì cái việc gì mà lúc mà còn tuổi trẻ đó thì mình ý muốn mình muốn như vậy mà mình thực hiện thì mình dễ dàng thực hiện hơn. Còn nếu mà tuổi già đó thì mình muốn làm như vậy nhưng mà rồi mình khó thực hiện. Mà bây giờ mình không làm được thì mai mốt cũng không làm được. Mà khó lắm. Sức khỏe thì về lâu về dài đó, thì cái sức khỏe của người lớn tuổi thì càng ngày càng yếu, chứ không nói càng càng khỏe được. Còn về ngắn hạn á, thời gian ngắn thì rõ ràng mình bị một cơn bệnh nào đó thì qua cơn bệnh đó mình sẽ khỏe lại. Qua cơn bệnh đó mình sẽ, giờ đang bệnh thì có lẽ là mình ốm yếu, mình bị yếu, mình bị mệt mỏi, nhưng mà rồi hết bệnh là mình khỏe lại. Nhưng mà rồi đó thì nếu như một người mà có một cái khéo tác ý đó, thì mình nghĩ rằng cái bệnh thì nó là diện tất nhiên, tất nhiên. Nhưng mà mình mượn cái thời gian mà mình có ở đây, lúc nào mà mình còn được thì mình ráng cố gắng tinh tấn. Tinh tấn. Người tu tập cũng vậy, do cái suy nghĩ khéo tác ý của mình mà mình có tinh tấn. Nó nói là thời gian, thời gian nó luôn luôn trôi chạy, trôi qua thôi. Cho nên là mình không làm một ngày nào đó thì một ngày 24 tiếng đồng hồ sẽ trôi qua thôi. Thì 24 tiếng đồng hồ đó mình sẽ dành ra mấy tiếng đồng hồ mình được ngồi thiền, mình được phụng vụ, mình được học kinh, mình được làm cái diện gì mà mình nghĩ rằng thì cái việc đó là cái thiện pháp hỗ trợ cho đời sống tu tập của mình thì mình nên làm. Chứ còn nếu mà mình không có tinh tấn, mình không có nỗ lực thì mình sẽ bị cái bệnh tâm lý nó còn nặng hơn nữa. Rồi là mình bỏ xóa với cái thời gian á, cho nên là mình cũng khó thực hiện được. Vì cho nên là cái việc tinh tấn á, tinh tấn trong mọi thời điểm, để mà mình muốn làm mình không làm nổi nữa, mình không thực hiện được, mình không thực hiện được. Và cái điều thứ tám, sở dĩ mà người ta nghĩ đến điều mà khi mà khỏi bệnh rồi, lúc bệnh á thì lại nghĩ là mệt nên là không có làm, không có thực hiện những việc gì. Nhưng mà bệnh rồi á lại là nghĩ rằng là bệnh rồi á, cho nên là nghĩ là ta mới vừa, cho nên ta nghĩ nữa khỏe. Chứ còn giờ mà bệnh rồi vừa dứt rồi mà mình làm nữa thì bắt đầu bệnh nữa sao? Nghĩ vậy cho nên là người ta bị trùng lại, người ta không muốn thực hiện những gì. Cho nên có một cái câu mà người ta nói là nghe nắng nghỉ mưa ngủ mát trời đi chơi, thì không có cái thời gian nào mà được được không có thời gian nào mà làm cho cái việc gì hết.
hoặc là người ta nói cái câu, nói cái câu đùa đùa, bác sĩ dặn là ăn rồi nghỉ 4 tiếng đồng hồ mới làm gì làm. Thì thật sự ra mình nghỉ 4 tiếng là tới giờ ăn sáng, xong là tới 4 tiếng là tới giờ cơm trưa rồi, tới giờ cơm trưa rồi thì không có làm được cái gì nữa hết, không có làm được gì nữa hết. Vì vậy cho nên là nếu như một người nghĩ rằng mình vừa khỏi bệnh, cho nên là nếu mà mình làm liền bây giờ thì mình sẽ bệnh nữa, mình sẽ bệnh nữa, cho nên là người ta nghỉ nữa. Nhưng mà thay vì là một người khéo tác ý chút á, suy nghĩ khéo chút á, thì mình nghĩ rằng là mình vừa bệnh thì bây giờ là cố gắng nghĩ rằng là mình vừa khỏi bệnh á, cho nên là nghĩ rằng là mình cố gắng á, là cái thời gian mà mình bệnh á, mình không có làm được gì rồi, thì bây giờ vừa khỏi bệnh mình cố gắng mình siêng năng. Cái học Phật pháp cũng vậy, học Phật pháp vậy, không phải là một ngày mà chúng ta thấm đâu, mà do nhiều ngày chúng ta mới thấm, chúng ta mới thấm. Phật pháp thì chư vị giảng sư, chư 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 tăng á, thường giảng cho chúng ta nghe. Nhiều khi có nhiều người nghĩ rằng mình nghe rồi, giờ nghe lại nghe vậy thôi. Nhưng mà cái nghe của thời gian trước với nghe của thời gian hôm nay nó khác nhau. Bởi vì Phật pháp á, là mình cần phải trau dồi, cũng nghe lời, nghe tới nghe lui. Chúng ta có ba cái loại trí: trí văn, tức là nhờ do nghe, do học, do học. Học bằng cách là nghe cũng là cách học, trên diễn đàn của, hoặc là nghe, nghe là nghe, học nghe là nghe ở trong các cái đây là chúng ta học cuốn kinh, chúng ta suy gẫm, đó là văn vọng. Hay hoặc là nghe là như mình thân cận bậc thiện trí để mình hỏi Phật pháp, cầu hỏi Phật pháp, đó là trí văn, trau dồi cái trí văn của mình, rồi mình tập cho mình có một cái suy trong những cái lời dạy của Đức Phật để chiêm nghiệm lại ở trong cái đời sống của mọi chúng sinh nói chung và bản thân của chúng ta nói riêng. Ta chiêm nghiệm đời sống luân hồi khổ như thế nào giữa hiện thực, giữa cuộc đời này, rồi như thế nào là sự an lạc ở trong cái đời sống. Thì mình nghe như vậy mình chiêm nghiệm chứ, mình học như vậy mình chiêm nghiệm, mà rút tiền những cái kinh nghiệm mà mình đang thực hành đó, nó cũng có cái lợi lạc. Rồi má cố gắng mình trau dồi tu tập thực hành giới, thực hành thiền tập ở trong hàng ngày, giữ đời sống tu tập của mình, thì nó cũng có cái kết quả lợi ích. Vậy thì một người nghĩ đến cái sự tinh tấn, nghĩ đến mình đã bệnh rồi, cho nên là bây giờ mình cố gắng mình tinh tấn, thì do như vậy cho nên là họ siêng năng. Như chúng tôi đã thưa khi nãy đó là do cái sự khéo tác ý mà mình có tinh tấn, và do cái việc mà mình không khéo tác ý cho nên là mình bị cũng bằng việc đó, với thời gian đó, với con người đó. Nhưng mà nếu như mà mình có khéo tác ý thì mình sẽ sinh ra cái sự giải đãi, tức là trì trệ, lười biếng, không muốn thực hiện những gì hết. Còn nếu như một người do khéo tác ý đó thì họ cố gắng, họ nỗ lực, dù có ra sao, dù đói hay là dù no, dù sớm hay là dù muộn, dù sắp đi xa hay là đi xa mới về, thì họ cũng đều có cái sự siêng năng tinh tấn. Pháp tinh tấn á, là một trong những thiện pháp, là mình có tinh tấn mình mới có thể đi đến cái đạt được cái mục đích cuối cùng của mình. Còn đối với đời sống tu tập mà mình không có cái tinh tấn, giống như là ngũ quyền của mình mà không có thiếu tính quyền, tấn quyền cũng không được. Cho nên là vì vậy cho nên là mọi cái thiện pháp tính tấn niệm định tuệ, đặc biệt là trong sự tinh tấn đời sống hàng ngày của mình, nó nhờ mình có cái sự tinh tấn cho nên là mình có thể đạt được cái mục tiêu lợi lạc cho đời sống tu tập của mình.
Còn nếu như mình không có tinh tấn trì trệ đó, thì mình cũng khó bao giờ về học, về hành, hay về suy gẫm lời dạy của Đức Phật, làm mình thực hành đến cái chiêm nghiệm, thực hành lời dạy của Đức Phật, để chúng ta thấm trong cái việc mà hiểu, tin và thực hành lời dạy của Ngài. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc. Chúng tôi chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Thưa tòa có mặt ở trước máy không? Và nếu thưa tòa thì sư đang có mặt ở trước máy, xin thỉnh thưa tòa hoan nghị trả lời cho câu thảo luận. Và thưa tòa, từ sư bài học ngày hôm nay chúng ta nói về những cái lý do mà chúng ta biến thành lý do cho tinh tấn, thì người Tây phương họ câu nói rằng nếu chúng ta thực sự muốn thì sẽ có cách. Tức là nếu mình muốn siêng thì nó sẽ cách mình siêng, mà mình lòng lười biếng thì nó có trong lý do để lười biếng. Thì như vậy cái câu nói là nếu muốn thì sẽ có cách đó, câu đó là chúng ta nói về chánh đáng, nói về định, nói chúng ta nói về sự tinh tấn. Xin cái định đó từ tòa thưa sư. Anh Nam Mô Bụt Thầy Dạ. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa ông quý Phật tử, theo trong Phật pháp thì cái ý muốn, nếu muốn thì sẽ có cách. Ở đây được gồm có cả hai, tức là chánh đán và vô lý giác. Trước nhất chúng ta hãy nói qua cái chi pháp chánh đán. Nó cũng thuộc về sở hữu biệt để sở hữu tờ tha, đã bị cảnh tờ tha. Còn cần nguyên giác thì nó thuộc về biến hành tờ tha. Và biết là nguyên giác cần hay cần và chánh đán, nguyên giác và chánh đán đều là biến hành tự tha, ấy bị cảnh tự tha. Cho nên thể mà có chánh đán tức là có nguyên giác, mà có nguyên giác cũng có nghĩa là có chánh đán. Ở trong trường hợp này thì cần nó không có mặt ở trong ngũ sục thức và tâm thân ngũ môn thôi. 15 tâm quả và tâm thay ngũ môn, 15 tâm quả công dân và tâm thay ngũ môn. Còn chánh đán thì nó không có mặt trong 18 tâm công dân và 2 tâm si và tâm si
Thì như vậy chỉ loại trừ ra những tâm đó, những cái tâm khác hãy có chân đá của quý giá, có quý giá thì có chân đá, có dục thì có cần thì có dục. Điều thứ hai đó, chúng ta cũng nói thêm rằng là mặc dù có mặt đồng thời tương ứng với một sắc na tâm, nhưng mà có khi chánh đá làm trưởng, có khi cần làm trưởng, dục trưởng và cần trưởng. Bởi vì dục cần tâm thẩm bốn pháp trưởng đó trong một sát na tâm thì nó chỉ có một thứ làm trưởng thôi, cho nên hãy dục làm trưởng, cần không làm trưởng, nhưng mà phải có đồng sanh. Hãy có cần làm trưởng thì dục không làm trưởng, mà nó chỉ đồng sanh để hỗ trợ. Và trở lại với cái câu thảo luận nếu muốn thì sẽ có cách, thì ở đây rõ ràng là cái chữ ý muốn đó thành đá. Khi nào tìm được cách để làm, để thực hiện ý muốn, thì cái đó mới là cái sự tinh tấn hay là cần. Cho nên chúng ta phân tích chi pháp thì chúng ta thấy là trong cái câu nếu muốn thì sẽ có cách, thì câu đó muốn này nó thuộc chân đắc. Và thực hiện cái cách đó, cố gắng thực hiện cái cách đó thì mới là tinh. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi thảo luận một và thượng quỷ đẳng quỷ liêu năm mô bất thai nha. Sa thú kính trân thiền tọa tuệ siêu. Mà thiền tọa tuệ siêu á, có cái thời nào đó người ta nói rằng nhiều người bị cái bệnh lười biếng, nhưng mà ở tại các quốc gia phát triển ngày nay đó, nó lại có một người bị cái bệnh gọi là quất, và quất con nít là siêng năng quá độ đi, cứ muốn làm việc thôi, không có nghỉ ngơi, thì bác sĩ họ lại khuyên là mình nên biết cách nghỉ ngơi, học cách nghỉ ngơi. Thật ra có câu hỏi là ở trong Phật Pháp có nói về sự tinh tấn ở sanh quá độ không? Là Phật Pháp dạy chúng ta nên biết nghỉ ngơi hay không? Và chúng ta nên tinh tấn như thế nào mà không có quá sức? Và biết nghỉ ngơi như thế nào mà không có biết nhát? Cái tỉnh thì tỏa qua nghỉ trơn. Nam mô Phật Thầy. À, kính bạch trên thân kính thưa quý vị, có một lúc một Đức Thế Tôn cùng với Tôn giả Nam Đa đi du hành ngang qua cái chú xứ
tỳ kheo. Đức Tôn mặc dù biết rõ nhưng Ngài vẫn hỏi, vì Ngài thấy ở trên đường đi kinh hành thuộc phạm vi tỉnh thất đó có đường kinh hành nó bị vấy máu. Đức Thế Tôn mới hỏi rằng: Này Ananda, đây là trú xứ của vị tỳ kheo nào? Tại sao cái con đường kinh hành có vấy máu như là cái chỗ sát sanh này? Thì Tôn giả bạch Đức Thế Tôn, đây là trú xứ của tỳ khu Sô Ná. Vị tỳ kheo này do tinh tấn đi kinh hành quá mức cho nên đôi chân của vị ấy, bàn chân của vị ấy bị sưng phồng và nó dợt rách da chảy máu. Đức Thế Tôn Ngài bảo hãy dừng lại và trao đổi Tôn giả Sô Ná. Tỳ kheo Sô Ná bước ra đảnh lễ Đức Phật và Đức Thế Tôn hỏi rằng: Này Sô Ná, nghe nói trước khi xuất gia ngươi rất thiện xảo về việc đánh đàn phải chăng? Và Đức Tôn Thế Tôn giờ phải. Đức Thế Tôn mới hỏi rằng: Nếu mà cái đàn lên dây quá dùng quá thẳng thì nó sẽ như thế nào, có được những cái âm thanh du dương trầm bổng hay không? Mà Đức Thế Tôn: Nếu dây đàn quá dùng thì khi mà gãy phím đàn thì nó không có phát lên những âm thanh du dương được, bởi vì nó bị chột. Còn nếu mà lên dây đàn quá cứng, thẳng cứng thì lúc bây giờ cái phím đàn gãy trên sợi dây đàn thì nó sẽ đứt. Đức Phật Ngài dạy cũng vậy: Này tỳ kheo, ở trong giáo pháp này vị tỳ kheo tinh tấn quá mức cũng không phải là tốt, mà lười biếng cũng không phải là tốt. Hãy tinh tấn theo trung đạo vừa chừng thôi. Thì Cao Sư Đá đã lãnh hội lời dạy của Đức Phật và tinh tấn vừa chừng vừa đủ để chứng đắc đạo quả là hắn. Qua câu chuyện đó chúng ta sẽ mới thấy rằng là cái sự tinh tấn quá độ nó cũng không phải là tốt. Chúng ta phải tinh tấn vừa chừng thôi. Nhưng mà làm thế nào để tinh tấn mà không quá sức, nghỉ ngơi mà không biết giác? Thì thưa quý vị, cả hai cái việc đó nó đều có cái tuệ quyền tuệ lực, tức là phải có trí tuệ biết và tinh tấn làm sao mà thân được kinh an. Tinh tấn làm sao mà có hỷ phát sanh đó, hỷ sanh khởi thì kinh an, thì thân được kinh an. Và thân kinh an thì mới có sự an lạc. Mà khi tâm được an lạc thì mới hướng đến cái sự yểm ly ly tham và giải thoát được. Cho nên tinh tấn nhiều, tinh tấn quá độ, tinh tấn đến nỗi mà thân bị nhức nhối, bị đau bệnh thì cần phải có trí tuệ hiểu rằng ta đã tinh tấn quá độ.
Lúc đó thì vị hành giả sẽ giảm lại, sẽ giảm lại, giống như một người chạy xe, nếu mà tốc độ quá nhanh làm cho chiếc xe nó trao đảo trên đường, thì cái người tài xế, cái người lái xe đó, là phải biết rằng chiếc xe đang chạy tốc độ quá nhanh. Còn như bây giờ những chiếc xe đời mới đó, thì hãy chạy quá nhanh thì bắt đầu có tín hiệu báo, tín hiệu trên xe nó báo, nó sẽ tích tích, nó sẽ báo hiệu để tài xế biết là đang chạy tốc độ nguy hiểm mới giảm bớt lại. Còn như chúng ta tu tập đó, thì tinh tấn như thế nào để mà hỷ phát sanh và khinh na phát sanh, thì như vậy tinh tấn đó là tinh tấn vừa chừng. Bởi vì hãy tinh tấn quá mức hay là lười biếng thì lúc giờ hỷ không phát sanh và thâu được khinh na. Còn trường hợp nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, biết nghỉ ngơi như thế nào mà không thành biến giác, thì thưa quý vị, chúng ta có hai cái sự nghỉ ngơi, tức là thân không có tiêu hao năng lượng, thì như vậy gọi là thân nghỉ ngơi. Và khi mà tâm nó trộn rộn, tâm không bị trộn rộn, thì như vậy gọi là tâm được nghỉ ngơi. Cho nên khi mà nghỉ ngơi đó, để đừng bị thụ động, bởi hạ thụ động tức là biến nhát, thì lúc mà nghỉ ngơi như vậy đó, vẫn có cái sự tác ý, khá tác ý trong cái địa ngục, bằng cách là chúng ta chánh niệm với hơi thở, chánh với hơi thở, chánh niệm về cái việc nằm. Mặc dù thân thả lỏng, nhưng mà trong cái thả lỏng đó vẫn được kiềm chế, vẫn được hãm lại, là do nhờ cái khéo tác ý yodiso manisikara. Ở đây có một trường hợp, sau khi Đức Thế Tôn lúc bây giờ sắp sửa có một cuộc đại hội kết tập kinh điển để trùng tuyên lại những lời dạy của Đức Phật do Tôn giả Mahakassapa là chủ tọa, thì lúc đó đã tuyển chọn được 499 vị A La Hán thông suốt kinh điển. Bây giờ tìm một vị tỳ kheo đa văn, chỉ có Tôn giả Ananda là tỳ giả của Đức Phật, là bậc đa văn. Đức Phật đã tuyên dư rồi, nhưng mà Tôn giả Mahakassapa ngài muốn rằng ở trong cái hội chúng mà cái tập đầu tiên, cái tập kinh điển phải là 500 vị đoạn lậu, 500 vị A La Hán. Ngài Mahakassapa ngài mới gọi Tôn giả Ananda đến và ngài tìm cách để khích lệ. Ngài nêu ra những cái khuyết điểm mà Tôn giả Ananda đã mắc phải, như là mai y với Đức Thế Tôn và đạp trên y của Đức Thế Tôn vì là bất kính,
Đồng giả nên ra nói rằng may y mà không có đạt y để giữ lại cho nó thẳng, để căng thẳng ấy, thì không có may được. Mặc dù vậy, nhưng nếu tôn giả cho rằng đây là lỗi lầm thì xin sám hối. Rồi ngài nêu lên những cái trường hợp khác, tôn giả Năng Đa cũng có cách để nói biết rằng là tôn giả Năng Đa sám hối là vì mệnh lệnh của chư tăng chứ không phải là cái lỗi lầm sự việc đó. Như là tôn giả Kassapa ngài buộc tội tôn giả Năng Đa, đại đức Thế Tôn không cho phép thì người nữ xuất gia và trong giáo pháp mà tôn giả Năng Đa cố gắng nài nỉ xin cho được, đó cũng là một lỗi lầm. Thì tôn giả Năng Đa nói rằng bởi vì khi hỏi đức Thế Tôn người nữ xuất gia trong giáo pháp có đắc đạo quả a la hán không thì đức Phật nói có, thì tôn giả Năng Đa mới lấy lý do đó mà xin đức Thế Tôn chấp thuận cho nữ giới xuất gia. Với hơn nữa, người nữ mà xuất gia là di mẫu, là người có ơn với đức Thế Tôn, cho nên làm như vậy để đức Thế Tôn ngài không phải là cái người phụ ơn. Tuy nhiên, nếu mà các ngài cho rằng đây là một lỗi lầm thì A Nan xin sám hối. Cứ như thế mà tôn giả Năng Đa năm bảy sự kiện đưa ra thì ngài sám hối, nhưng mà tôn giả Ma Kết Phá ngài nói không, cái lỗi lầm này chỉ khi nào mà tôn giả, khi nào mà hiện giả đạt đến cái chú tính của phong hạnh trở thành cái bậc vô lậu ở trong giáo pháp đó, thì như vậy tự nhiên các cái lỗi lầm đó mới được thanh tịnh, còn bây giờ thì không cho sống hối. Thế thì tôn giả Năng Đa ngài trở về tỉnh thất và đêm đó ngài cố gắng nỗ lực vì ngũ nguyện tấn định tuệ, thì đức tin ngài ở cái lòng tin nơi đức Phật cũng nặng, và cái sự tinh tấn thì cũng quá mức, cho nên hết cánh đầu của ngài cũng chưa chứng A-la-hán, hết cánh giữa cũng chưa chứng A-la-hán, đến cánh chót là mới suy nghĩ hãy nghỉ ngơi chút. Thì khi mà ngài mặc dù nói là nghỉ ngơi, nhưng mà lúc mà ngài nghiêng mình, tôn giả Năng Đa nghiêng mình đầu chưa chạm gối vẫn giữ được chánh niệm tỉnh giác, và đầu chưa chạm gối là đã chứng quả A-la-hán. Ở trong kinh nói rằng chỉ có tôn giả Đức Phật và sau thời Đức Phật, hồi đó đến giờ các vị tỳ kheo, các vị hành giả khi mà chứng đầu quả A-la-hán thì ta chứng ở trong quay nghi đi đứng nằm ngồi, nhưng mà tôn giả Đa thì chứng quả là ngoài quay nghi, là ngài mới người thôi, nghiêng người để nằm xuống. Thì cái sự kiện đó để cho chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta nghỉ ngơi nằm xuống, nhưng mà chúng ta có cái sự tác ý bằng cái trí tuệ, bằng cái trí tuệ không có quên lãng, không có thất niệm, thì đó cái sự nghỉ ngơi đó mới là không biến nhé. Chứ tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng như vậy. Nam Mô Bổn Thầy. Sao thú kích thức, thưa tòa thưa sư, thỉnh thưa tòa sư đi nghỉ mà. Thưa tòa tuyên quyền, thưa tòa có trước máy mà, thưa tòa có nghe được không? Nếu thưa tòa tuyên quyền nghe được xin thỉnh, thưa tòa trả lời cho cô thưa lục số 3. Thưa tòa tuyên quyền, các vị sư dạy chúng ta khi tu tập đó là dù là mình lúc mình khỏe hay là mình cao, lúc mình tinh tấn hay là quỷ quải thì tất cả đều là đối tượng của chánh niệm hết. Quan trọng là lúc có chánh niệm được thắp sáng. Bài kinh hôm nay thì Thọ Tân vừa giảng đó, thì phải chăng cũng cho chúng ta một điều là thể mình tinh tấn á, mình có ý nghĩ tinh tấn á, thì hoàn cảnh nào dù là mình khỏe mình đau cả
hoàn cảnh đều có thể tinh tấn được, có phải như vậy không? Xin thỉnh Sư Tôn Tịnh Nguyệt. Nam mô Bổn Thầy, Giá Nam mô Tham Ma, Giá Nam mô Sắc Khai, Giá Thơ Đi Chúng Nghe Rõ. Và cảm ơn quý vị. Chúng tôi kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng, kính lễ đến Tổ Giác Đẳng, Thượng Tổ Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Nguyên Thông, cùng Sư Tôn Đức Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý thân nữ cùng chư Phật tử. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, nếu tôi đọc theo các bài kinh theo tôi mặc kinh hôm nay cũng như là theo một cái của lời của Thượng Tọa, thì một người mà muốn tu chánh niệm thì bất cứ hoàn cảnh nào thuận thạch gì vô buồn cũng thấp sát được chánh niệm, hay là có thể tu tập muốn tu về cái chánh cần bất cứ cái thời gian nào hoàn cảnh nào cũng không tới được cái đó, thì phải nói trên tinh thần biết tu như vậy. Nhưng phải nói rằng là trong cái quá trình tu thì làm sao thân tâm của chúng ta nó được khỏe mạnh, vì tức là thân nó khỏe mạnh thì chúng ta mới dễ dàng chúng ta tiến tu được. Chứ còn nếu như mình học mà bệnh hoạn yếu quá mà để chúng ta học để đòi hỏi một cái sự tiến tu mạnh mẽ thì cái điều này phải xét lại. Sự gì nó xét lại ở đây bởi vì nó đau quá, nó nhức mỏi quá, mà chúng ta phải quân tu thường tu kìa, thì quả chăng thì cái đó, cái giá trị tu đó, nó mới tức là do cái thói quen, coi như là cái chúng ta đã tạo đó thì chúng ta mới vượt qua. Chứ còn những nhiều trường hợp mà hoàn cảnh nào cũng vậy, mà chúng ta tâm của chúng ta yếu, tâm của chúng ta nó không có cái mạnh mẽ, thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ bị bất lợi ngay và chúng ta khó sẽ thành tựu được cái sự cố gắng hay cái sự gìn giữ hay sự thắp sáng của chánh niệm. Bởi vì nói thật ra thì trong cái sự tu đó, quý vị biết nội chỉ hàng ngày như mọi ngày đó, một cái việc tụng kinh, một cái việc học Phật pháp, cái việc hành thiền đó, nó lại là cái giờ giấc như vậy. Nhưng nếu chúng ta thay vì chúng ta bệnh, mà nếu mà thật chúng ta bệnh nặng một chút xíu thì nó cũng đã là những rồi, chưa được nói chi. Mà nếu như mà mình bị bệnh hay là một cái nó rơi vào một hoàn cảnh tức là bận biểu, hay hoặc là chúng ta không có thể dành được cho cái thời khắc đó thì cũng không thể dàng tinh tấn hay không dễ dàng mà chúng ta được một cái quân tập chánh niệm, hay chúng ta thắp sáng được cái chánh niệm. Khi tâm của chúng ta không được an, khi tâm của chúng ta không được khỏe, phải nói rằng là đây là một điều mà dĩ nhiên là cái sự cố gắng, cái sự chuyên niệm, cái sự tinh cần, nó là một yếu tố có thể vượt qua được cái bệnh của mình. Như cái bệnh đó, nó thuộc về cái bệnh, nó mang tính tức là nó nhẹ một chút xíu. Chứ nếu như bệnh mà nó mang tính tức có những cái bệnh mà nó nan y, nó quá cái khổ mà để rồi nó sẽ biến ta cái khổ. Quả thật nó mất đi một chút xíu do cảm thọ nó vô thường, nhưng rồi nó lại đau, lại tiếp tục nó. Thì một cái trạng thái đi trở lại như thế này thì gây cản trở cho cái việc tu tập, cho cái việc tinh tấn, cho cái việc chúng ta gọi là thập sáng chánh niệm. Nếu như chúng ta vượt qua được, có những người cũng có thể vượt qua được, không biết phải không? Bởi vì do cái ý chí và do cái sự tinh cần của họ một cách mạnh mẽ, họ có thể sắp sáng được cái chánh niệm. Nhưng người ta nói rằng lực bất tòng tâm ở đây có nghĩa rằng tức là ý chí họ muốn nhưng sức khỏe không có, thì đó cũng là một điều mà phải nói rất là bất lợi. Thì cái thời khắc nào chúng tôi ví dụ chẳng hạn như bây giờ chúng ta đang ngồi thiền đi, mở một ống cái nơi nó quá, nó nóng quá, thì cũng không thể nào chúng ta nói chúng ta ngồi đó mình để chúng ta mà cần cái chánh niệm xuất hiện hay cái chánh cần xuất hiện được. Người ta nói như vậy là nói trên cái một cái sự khuyết tu thôi. Như điều mình do cái thứ nhất là cái thời gian
xin lỗi, cái thời tiết và cái thân bệnh của chúng ta nó làm cũng không, chúng ta cũng không dễ dàng đâu nha. Cho nên nhiều khi cái thời tiết, nhiều khi cái điều kiện nó là một điều mà chúng ta không thể thể nấu được. Thí dụ bây giờ mình muốn nhưng đều không được, và sự tình đó là chúng ta cố gắng hết sức mình, chứ không có thể nào mà mặc dầu mình hết sức hết lòng đó nhưng điều mà cũng không có giải quyết được. Đây chính là một điều mà chúng ta cần phải có một cái tư duy, cần phải có một sự suy nghĩ một cách rõ ràng thì chúng ta sẽ được kết quả tốt đẹp. Chứ còn nếu như không, chúng ta nói bằng một cái không sao hết, tu tu rồi thì dầu cho là hoàn cảnh khó khăn, thời gian thời tiết khó khăn, thời gian như thế này thế nọ, tôi cũng vẫn có thể tiến tu được, tôi vẫn có thể gìn giữ chánh niệm, tôi có thể cố gắng tinh tấn được. Thật ra mình nói thì nó rất là như điều mà để thực hiện vào thì nó rất là, tuy tâm lực của mình vẫn mạnh mẽ nhưng đời thời gian nó không có được, xin lỗi, cái ngoại cảnh nó không có được cho chúng ta một cách dễ dàng. Mình muốn yên là một chuyện, nhưng thời tiết và những người khác có để cho mình yên hay không? Thí dụ như chúng ta tu tập ở cái nơi ồn ào náo nhiệt thì tự đâu để cho mình yên? Nó tới giờ nó cứ bắt nhạc, tới giờ nó cứ nhậu nhẹt, nó cứ la đờn ca hát sướng một cách liên tục như vậy, thì phải nói rằng có những cái nếu như chúng ta quân tu nó mạnh mẽ kịp thì chúng ta vượt qua, còn yếu yếu là chúng ta chết ngay. Yếu tố của bên ngoài, yếu tố của khách quan là một điều coi như là cản trở cho cái chúng ta có thể thắp sáng chánh niệm, để chúng ta có thể tiến tu được. Dạ. Thì kính bạch thượng tọa, đây là những cái ý của con là như vậy. Chắc chắn rằng còn những cái, nếu mà còn những cái điều gì nữa thì kính thượng tọa bổ túc cho được hoàn mạng, và con kính gửi mình tới thượng tọa. Bởi vì còn nhiều vị đang có thể trả lời những câu hỏi tôi được tiếp tục nữa. Nam mô Bổn Thầy nhé. Sau thu cái trường thì tôi tự nguyện. Đại đức Minh Thông, Đại đức Minh Thông có còn ở trước máy không? Nếu Đại đức Minh Thông nghe được kinh tịnh Đại đức Minh Thông, Đại đức Minh Thông thường thường đó mình nghĩ rằng để có, nhưng mà bài kinh ngày hôm nay nói về cách suy nghĩ, cách suy nghĩ khiến cho mình tinh tấn và cách suy nghĩ khiến cho mình làm biết. Thì cái cách suy nghĩ khiến cho mình tinh tấn có phải là như lý tác ý, mà cách suy nghĩ khiến mình lười biếng có phải là mất như lý tác ý không? À, xin thỉnh ý kiến của Đại đức Nguyên Học. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tuân lĩnh sư phụ góp ý cho câu thảo luận số 4 hỏi rằng cách suy nghĩ khiến một người tinh tấn hay lười biếng có được gọi là như lý tác ý là Niso Manasikara, và bất như lý các ý là Ayoniso Manasikara. Kính thưa sư phụ, công việc mà tu hành của chúng ta cũng như công việc làm việc của chúng ta thành công hay thất bại là do cái trí tuệ của chúng ta có. Khi mà có trí tuệ của chúng ta có thì là cái trí tuệ ở đây tức là áp dụng cái trí tuệ của mình trong một cái đường lối đem đến kết quả tốt thì mới gọi là trí tuệ. Chứ trí tuệ mà khi mình áp dụng thì mình thất bại thì không phải là trí tuệ. Do vậy ở đây thì chúng ta có thể nói một cách rõ ràng, cách suy nghĩ khiến cho một người tinh tấn hay lười biếng có được gọi là như lý tác ý hay không? Thì tiếng Pali có câu là Yodhisu Manasikara, là trí tuệ, là gọi là như lý tác ý, tức là làm theo để mà có cái kết quả mong muốn, tức gọi là Yodhisu. Còn Manasikara là tác ý. Vì vậy cho nên mình tác ý như thế nào đúng được gọi là Yoniso. Còn tác ý mà không đúng là Ayoniso Manasikara. Vì vậy cho nên đối với con là câu hỏi số 4 là cách suy nghĩ khiến cho một người tinh tấn hay lười biếng có được gọi là Yoniso Manasikara hay không? Thì ở đây có thể trả là cách suy nghĩ khiến cho một người tinh tấn mà đem lại kết quả tốt đẹp thì gọi là Yoniso Manasikara, còn lười biếng là Yoniso. Kính thưa sư phụ, đó là cái kiến giải của con xin
Thỉnh mời sư phụ trở lại mai để giảng dạy thêm những điều mà con nói chưa đúng. Và chân thành tri ân chưa bị trái lóng tai nghe. Con thỉnh mời sư phụ. Xin truyền thầy Đức Minh Thông. Thầy tọa Pháp Tân, thầy tọa có còn ở trước máy và thầy tọa có nghe được không? Nếu được thì thầy tọa Pháp Tân khoan kỹ trả lời cho câu thảo luận số. Một lần nữa xin hỏi thầy tọa Pháp Tân, thầy tọa có mặt trước máy không? Dạ, thầy tọa Pháp Tân, bài học này của chúng ta thì phải chăng là nói rằng xin hay lừa biến là do quỷ? Và nếu có một người nào đó nói rằng mình muốn tính hay là thì mình đạt cải thiện thì mình thay đổi tư duy, mình có thể nói được như vậy không? Xin thỉnh ý kiến của thầy tọa Pháp Tân. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giả, Nam Mô Tham Mai Giả, Nam Mô Sang Ca Giả. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đắng, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Nguyên Thông cùng Chư Tăng, Thượng Tọa Pháp Đăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Con nghĩ rằng cái thiện pháp mà tinh tấn đó, thì có lẽ là nó phụ thuộc nhiều cái yếu tố, nhưng mà cái quan trọng nhất là do cái bởi vì mình cái ý chí của mình, cái suy nghĩ của mình á, nếu mà mình không khéo tác ý thì mọi chuyện mình cũng có thể mình chùng bước lại á, mình thể nỗ lực được nha. Còn nếu như mình khéo cái suy nghĩ làm sao để mà mình có được cái sự tinh tấn thì con nghĩ rằng cái việc đó là do cái pháp mà gọi là khéo tác ý, khéo suy nghĩ của mình. Khi mà mình khéo suy nghĩ vậy thì cái chuyện gì mình cũng phải mình cố gắng để mình vượt qua, rồi mình cố gắng để mà mình nỗ lực để mà mình tinh tấn, mình tinh tấn. Thì thiện pháp cũng vậy, trong cái đời sống hàng ngày đó, nếu như một người mà nhiều khi mình đụng với việc nào đó thì nó trở ngại, nhưng mà nếu mà mình khéo suy nghĩ thì mình cố gắng mình vượt lên, mình cũng có thể làm được những chuyện đó thành công. Còn nếu như mà mình không khéo suy nghĩ tốt á, thì mình đụng một chuyện khó khăn nào, chuyện gì đó thì mình chùn bước thì mình không có thể làm được. Cho nên có nghĩ rằng giống như ta ở bên ngoài đời mà người ta lười biếng là gì á, là người ta do rằng người ta quen cái cách cái nết như vậy rồi, cho nên là có những người họ rất là lười rồi thì rất là bủng xỉn, lười biếng, và do vậy thì họ cũng có nhìn lại cái người lười biếng không có thành công gì á. Rồi ở đây con nghĩ rằng một người mà họ làm là nhiều, nhưng mà có lúc họ cũng được nghỉ ngơi. Họ nghỉ ngơi thì cái nghỉ ngơi đó thì sự thật ra thì mình cứ liên tục hoài thì mình cũng mệt mỏi đó. Nhưng mà có lúc nghỉ ngơi, nhưng mà xong rồi cái lúc nghỉ ngơi thì người ta lại cố gắng họ làm một cái công việc gì đó thì họ cũng làm thôi, làm cũng tốt nha. Nhưng mà rồi đó là trong mỗi cái thời khắc nhất định đó, thì do cái suy nghĩ của mình, suy nghĩ nội tại của mình, chứ còn nếu mà mình không có đổ nói bên do bên ngoài được một cái chuyện đó, thay vì mình phải giải quyết, mình phải làm những cái việc này trong thời điểm này mà mình không có suy nghĩ khéo á, khéo tác ý thì mình bỏ qua thôi, bỏ qua thì cũng không xong. Họ làm được thì làm chuyện này xong, mốt làm chuyện khác, rồi sau nữa làm chuyện khác nữa, rồi cũng có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng mà do họ suy nghĩ khéo đó, khéo tác ý đó, thì con nghĩ rằng do như vậy cho nên là họ có một cái thay đổi cho cái đời sống của họ. Cũng như vậy, nhưng mà nếu như một người không có suy nghĩ gì hết thì cái sống qua ngày đoạn tháng thì họ cũng trôi qua thôi. Nhưng mà cái người này có, ví dụ như có một người mà khéo suy nghĩ chút á, thì trước đây thay vì họ làm biếng, nhà họ không xiên, thì bây giờ do họ nghĩ rằng bây giờ nếu mà mình không làm ra của cái vật chất lúc thời trẻ này chắc thời già mình phải khổ,
hay hoặc là người ta sẽ chê cười mình là cái người lười biếng, hoặc là mình lười biếng về thì mình không lo được bản thân cho mình và là không lo được cho ai. Do họ suy nghĩ như vậy thì họ cố gắng họ siêng lại, họ bỏ cái lười biếng của họ. Thì cái người tu cũng vậy, mình khéo suy nghĩ chút á, mình khéo suy nghĩ tác ý chút á, thì có lẽ là mọi chuyện mình cũng thể thực hiện được. Ở đây con nói là cái yếu tố nội tại của chính mình, yếu tố chủ quan của chính mình. Còn ngoài ra có những cái yếu tố khách quan mà nó nhiều cái thử thách, nhiều cái trở ngại. Mà nếu như mà mình không có một cái khéo tác ý tinh tấn nội tại của chính mình thì mình không thể nào vượt qua và mình không thể làm được cái gì hết. Còn nếu như mình có cái yếu tố chủ quan của mình mà mình siêng năng tinh tấn như vậy thì biết đâu trong cái việc đó mình cũng có thể vượt qua được, mình có thể làm được. Thì đây là cái ý mà con xin được chia sẻ qua câu hỏi của Thượng Tọa. Nếu có điều gì chưa đủ thì con thỉnh Thượng Tọa bổ túc thêm. Dạ. Sa thú kính trình thì có từng thưa quý vị, cái đoạn kinh mà Thượng Tọa Pháp Tân trình bày ngày hôm nay thì ở trong đó hàm chứa nhiều cái, nghệ thuật sống rất là quan trọng cho tất cả chúng ta. Đôi khi thưa quý vị, họ có nghe khỏi hài người ta nói là khỏe re nhưng bò kéo xe. Con bò kéo xe thì cũng khỏe ra được. Đời sống của chúng ta thường rơi vào hai cái thái cực. Một là mình làm biến, hay là mình siêng mà siêng một cách lê lết, siêng một cách nặng nề. Và ở đây chúng ta phải nói rằng cái ý muốn, cái chanh đá là cái ý muốn, nó khiến cho chúng ta siêng tốt hơn. Chúng tôi lấy ví dụ như là một cái người họ thích máy móc. Đôi khi họ cực về máy móc chứ không phải là thích máy móc mà chỉ thích thôi, cũng cực. Nhưng thực họ có cái hạnh phúc, thành ra họ tiên năng được. Một người thích làm vườn cũng có cực, nhưng mà do cái ý muốn. Chúng ta đọc kỹ đó là nếu chúng ta thấy giá trị của cái gì đó, thì cái ý muốn của chúng ta đó, nó sẽ tạo cho chúng ta cái suy nghĩ mà gọi là học tình học lý. Cái suy nghĩ học tức là cái ý muốn có cái động lực dẫn đến tư duy, và cái tư duy nó dẫn đến sự tinh tấn, và sự tinh tấn nó là một cái lực đẩy cho đời sống của chúng ta. Con người mà trong cuộc sống mà không có những cái sự mong mỏi, không sự tha thiết thì thưa quý vị rất là tội nghiệp. Là bởi vì sao? Một khi mà chúng ta không có hoài bão, không có sự tha thiết đó, thì hầu như là mình làm gọi là trả nợ quỷ thần, mình làm đó, là bắt buộc phải làm, và đời sống đó là đời sống rất là khổ, đời sống rất là khổ. Chúng tôi nhớ ngày xưa khi mà sống ở Việt Nam, người ta hay dùng rất là nhiều cái bích chương hay khẩu hiệu hô hào tăng gia sản xuất hay là hô hào thế này kia, nhưng mà nó không có kết quả. Chúng tôi qua bên các nước khác thì người ta không có dùng những cái bích chương, những biểu ngữ để hô hào, nhưng mà người ta lại cố gắng đi làm việc rất là nhiều. Và sự cố gắng là vì sao vậy? Là vì họ có động lực, họ làm thì có kết quả. Lương một việc mà làm hai việc họ lại có dư tiền, có dư tiền thì họ mua nhà cửa. Thành ra những cái xã hội tư bản và những xã hội phát triển đó, họ có một điều như vậy là họ có cái động lực tự nhiên, và từ cái động lực đó nó dẫn họ đến siêng năng. Con người mình đó, khi mà mình đã muốn rồi thì thứ gì, một ngày mình làm 2 ca mình cũng thể làm được. Mình đã muốn rồi đó thì thức khuya dậy sớm mình cũng thể làm được. Mình đã muốn gì được thì giá gì mình cũng làm được. Nhưng một khi mà con người mình nó không có động lực, dạ, nó không có động lực, nó không có ý muốn rồi đó, thì thưa quý vị chịu thôi. Vì vậy cái việc mà học Phật Pháp cũng thế này. Nếu trong việc tu học đó mà chúng ta có sự tha thiết, chúng ta có sự khoan nghĩ đó, thì chúng ta mới học được. Chúng tôi lấy cái ví dụ như là chúng ta mỗi ngày chư tăng và Phật tử cùng nhau đến đây để ngồi nói đó, thì ngày xưa có cái đó, thì chúng tôi có và có vận động thì rủ cái này rủ người kia. Về sau này từ từ chúng tôi không còn rủ nữa, chúng tôi không mời nữa, mà chúng tôi tin rằng mình phải làm sao tạo điều kiện gì đó mỗi người vào đây
tìm thấy được cái sự khoan hỷ phấn khởi và tự mọi người vào thì nó tốt hơn. Và bây giờ thì thật ra thưa quý vị, hầu như chúng tôi không có còn làm công việc kết thúc đấy nữa. Thì điều mà chúng tôi muốn nói như vậy là nếu vào nghe pháp mỗi ngày mà cái người đã không muốn rồi thì thưa quý vị, dù mình có nhắc, có nhồi, có nhắc được, họ không muốn. Thật ra khi chúng ta có cái ý muốn rồi, có sự tha thiết rồi, thì chúng ta có cái hướng suy nghĩ. Và cái hướng suy nghĩ là làm sao mình làm được việc. Mà mình đã có cái hướng suy nghĩ làm sao mình làm được việc rồi đó, thì xin lỗi, không ai cản mình được hết. Chúng tôi bảo đảm quý vị Phật Pháp là mình muốn đi chùa, mà thật sự muốn đi chùa, không ai cản mình. Mình muốn học Phật Pháp, cũng ai cản mình được. Mình muốn làm cái chuyện gì mà rồi, thì người ta chặn đầu này chặn đầu kia, mình cũng có cách làm thôi. Nhưng mà mình đã không muốn làm rồi đó, thì thật sự đôi khi có cái dây mà cổ mình lôi đi, mình cũng có làm được. Vì vậy cái nghệ thuật sống quan trọng là gì? Là sự tha thiết đủ mạnh. Cái tha thiết nó đến từ sự nhận thức. À, mình nhận thức được giá trị đó, và nhận thức được giá trị đó chúng ta thiết. Và một khi mình tha thiết rồi đó, thì từ đó nó sẽ dẫn chúng ta đến chỗ siêng năng. Và chúng ta đi tới 8 cái cách suy nghĩ mà khiến cho chúng ta tinh tấn, và 8 cái suy nghĩ làm chúng lười biếng, thì hoàn cảnh nào cũng tinh tấn được, một hoàn cảnh nào cũng lười biếng được. Hãy cái người lười biếng rồi sắp đi xa cũng lý do, chưa ăn cũng lý do, ăn rồi ăn no cũng lý do, mà mình siêng năng thì chuyện cũng đông thành vấn đề. Vì vậy ở đây đôi khi chúng ta siêng hay chúng ta lười thì chúng ta phải đặt cái vấn đề là chúng ta có tha thiết hay không, và cái suy nghĩ chúng ta nó có đủ mạnh hay không. Nếu mình đặt về vấn đề đó thì mình sẽ tìm thấy một cái sự thúc đẩy nội tại hơn là cần tới hoàn cảnh ở bên ngoài. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính thiên chư vị giảng sư đã vào Room để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, xin chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy Giả. Sa thú lành thay. Dạ. Xin thay mặt đại chúng thành kính tri ân, xin thay mặt thường tọa con từ xin thay mặt đại chúng trong Room chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở giảng dạng pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại pháp sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Đại chúng thanh tịnh thính pháp, kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ốp Sứ Ngôn Viên đã trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con thanh tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, kinh tôn hữu lạc ác tường, trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phương Lạc. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giả. Cầu tiến hồn.
Thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp Buddha Thamma xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddhaya.